Hoàng nó có một nội dung hoàn toàn độc lập, có nghĩa là người nào tới Hà học của chiều nay mà không có học cái bữa trước thì họ vẫn có thể tham Có dự các bạn cái viên đấy. này có coi Facebook mấy bữa trước. Ở vậy hả? Ở vậy là tốt rồi. À, nếu vậy thì chúng ta nhớ là một điều đó là ở mấy bài giảng trước, mấy hai hôm trước liên tục tôi có nói một chuyện, đó là mọi sự ở đời, mọi thứ ở đời có mặt và mất đi đều do các điều kiện. Bạn có nhớ đó không? Có mặt rồi mất đi đều do các điều kiện. Và trong vô số những điều kiện ấy gom gọn lại, nó gồm có duyên, trợ sinh và trợ lực. Trợ duyên, duyên trợ sinh có nghĩa là nó là những điều kiện mà nó giúp cho mọi thứ được xuất hiện. Còn trợ lực là nó giúp cho những thứ đã xuất hiện được phát triển lớn mạnh, đúng không? Và nếu nói vậy thì toàn bộ đời sống của mình trong từng phút rõ ràng là không thể thiếu hai cái này, đúng không? Bây giờ các vị có nằm ngủ thì các vị cũng nằm ngủ với hai cái điều kiện đó, đúng không? Nằm ngủ cái gì hết á thì vẫn kín đáo nằm ngủ với hai cái duyên trợ sinh và duyên trợ lực, đúng không? Các vị học học biology các vị cũng biết là cái cơ thể của mình trong từng phút nó có những cái biến chuyển, đúng không? Nó có những cái sự thừa kế và tiếp nối của các tế bào, đúng không? Đó. Cho nên là coi như từng phút dầu thức hay ngủ, vô tình hay hữu ý, chúng ta liên tục sống với những điều kiện tác động mà gom gọn gồm hai thứ, đó là duyên trợ sinh và duyên trợ lực. Và duyên ở đây nó là nói gọn lại cho dễ hiểu là các điều kiện chứ có gì hết, là cái điều kiện thì mình đã học các điều kiện. Ví dụ như là thói quen cũng là một cái điều kiện trong đời sống. Toàn bộ đời sống của chúng ta nó chỉ là cái chỗ gặp nhau của các thói quen, đúng không? Có người thích ăn mặn, có người thích ăn nhạt, có người thích ăn ngọt, có người thích ăn béo, đó cũng là một thói quen của bạn uống. Có người thích nhanh 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 nhanh, cái gì cũng nhanh. Có người thích từ từ chậm chậm, rồi có Có. không? Rồi có người thích âm trầm bát nhã, có người thì thích lặng lẽ yên ắng nghe. Cái gì cũng là một thói quen. Các vị dò tìm tôi từ lúc mình còn bé trên tay mẹ cho đến lúc mình 98 tuổi, mình có phải sống thuần túy với lớp thói quen không? Nghĩ kỹ đi, toàn đi theo lối mòn không mình nha. Đó là một cái điều kiện. Cái thiện ác nó cũng là một cái điều kiện, cái khía cạnh thiện ác là một điều kiện. Rồi hôm qua mình lại học thêm một cái duyên nữa, đó là cái cảnh duyên, có nghĩa là ông sống nhiều với cái gì thì cái đó nó cũng là một cái điều kiện, đúng không? Đấy. Chiều nay mình học tiếp một số duyên nữa. Tôi nói một số mà tôi không nói rõ là mấy, là bởi vì tôi cũng chẳng biết thời gian của mình nó có đủ hay không. Thôi thì chiều nay mình bắt đầu mình học. Và duyên đầu tiên đó là vật thực duyên hay là dưỡng tố duyên. Tôi thích xài chữ dưỡng tố hơn, bởi vì chữ vật thực nghe nó là phước, chữ phước nghe nó nghèo lắm, nghe chữ dưỡng tố nó nutrition đó, thì nó có vẻ nó rộng hơn, đúng không? Chữ nutrition thì nó rộng hơn, chứ còn cái chữ phước nghe nó nghèo quá, nghèo. Rồi, vật thực duyên. Trong tăng chi bộ, tức là một trong năm, để chào bạn đi con tên. Cái bà làm răng mà đợi phải làm thì phải vui chứ không có ra cái đèn phải nhổ sạch. Cái bà tôi mà ông gia sĩ nào mà nhẹ tay cái khéo tôi hay ngủ lắm. À, tôi dễ là tên là để nên nên đi. Còn mấy người nào mà rụng là cứ chặt tròn tôi thức hoài đổ mồ hôi tay chân lạnh gắt luôn cũng chết. Còn mà mình chắc xin tiêu Florida cũng quen ông đó, người Hawaii đàn ông mà ông êm đềm đến mức mà ông làm tôi ngủ, làm răng mà mình ngủ cao siêu. Cái ông Thuận của mình có được cái đó không? Rồi mình Houston á, thì tôi có quen một cái ông chiropractor là coi như là đau cỡ nào mình gặp cái mặt của ổng là mình thấy hết đau. Ổng nhìn mình đi, ổng biết mình trục trặc chỗ nào, trong xương ổng là chỉ người xương người khớp người Việt Nam. Mà ổng nhìn cô đi á, nhìn cô đi coi ổng đó, coi cô bên trái của cô hình như nó đau phải không?
điền, điền, điền character, điền, 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 điền lý ở đường Bel Air, Houston. Kế bên chợ Hồng Kông này, tôi không ăn commission. Nhưng mà vì thương mà con tôi mới nói thằng cha này ổng đòi quá sư thiếu lòng. Rồi trả học Tai Chi của Tàu và trả học về xương của Mỹ. Học về ngành xương của Mỹ. Ngành xương kêu cái gì? Bác sĩ xương kêu gì? Osteopathy. Ok, Osteopathy. Còn cái chiropractor là khác. Biết tôi biết, mà chả học về xương, mà chả là học chiropractor, mà chả là học về lý công, và dĩ nhiên thiếu lông mà chả học ba cái vùng trọ, học quyệt ấy. Để mà ba bác nhẹ vô lắm. Đàn ông mà khi cần ấy, là chả mềm như là con mèo vậy. Ví dụ như mình bị đau ấy, là chả hỏi mình hai ba câu chỉ vuốt, cụp. Hiểu không? Tức là không có làm cho mình có cảm giác rằng chả dùng bạo lực. Chả có hỏi mình hai ba câu hồi xưa lúc này xa ở đâu mà chả hay hỏi những câu mà khó trả lời mình đang suy nghĩ cho ông cập. Êm. Ok, lạc đề chúc cho bà con mình buồn ngủ. Bây giờ tôi quay trở lại. Tức là tất cả chúng sinh trong đời sống này đều tồn tại bằng những điều kiện. Và những điều kiện ấy nó còn có một cái tên gọi đó là dưỡng tố. Nutrition. Và cả đời sống tinh thần lẫn đời sống vật chất đều cần đến dưỡng tố. Có hiểu gì đó không? Tôi hỏi các vị nha, một cái website, một cái cuốn sách, một tờ báo mình đọc có phải là nutrition không? Và tôi đã nói hoài, các vị còn nhớ không? Tôi nói thường hay nói tới thức ăn thì mình nói đến hai chữ ngon lành, đúng không? Có thứ ngon mà không lành, có thứ lành mà không có ngon. Hiểu rồi hả? Có thứ vừa lành ngon mà vừa lành, lành ở đây tức là helpful và safety. Còn ngon là tasty. Tasty thì maybe nhiều khi nó cũng không có safety. Tasty chưa chắc là safety. Cho nên ngon thì chưa chắc nó lành. Lành thì nhiều khi chưa chắc nó ngon. Bởi vì tôi đã ăn cái thứ ở đây rồi, ăn toàn rồi lành không mà nuốt, tôi nói chảy nước mắt, nhai hoài biết cách sao nuốt. Biết ăn nó tốt dữ lắm. À, rồi có những thứ vừa ngon vừa lành thì khỏi nói rồi. Và có cái thứ cuối cùng là không lành cũng không ngon. Ví dụ như hôm nay ở châu Phi, ở châu Phi, ở Ethiopia, ở Zimbabwe, ở Ethiopia, Somali, là có những cái khu vực mà trẻ em một tuần lễ chỉ ăn được có 10 kg thực phẩm thôi. Và trong 10 ký ấy bao gồm có củ, rễ, vỏ cây và côn trùng. Có nghĩa là nó gặp cái gì thì nó nhai cái đó vì nó đói quá. Mấy cái thứ đó dĩ nhiên không ngon và cũng không lành. Củ, rễ, vỏ cây, lá và côn trùng. Ếch nhái gặp là mập thẳng không qua cút kia. Dạ, coi như tội nghiệp lắm, rất tội nghiệp. Thì tôi nói cho bà con nghe về tinh thần. Những cuốn sách, những tờ báo, những đề tài nói chuyện, những đề tài suy nghĩ không có tốt đẹp đều là những thứ thức ăn không lành, hiểu không? Những tờ báo, những cuốn sách, những đề tài nói chuyện, những đề tài suy tư mà không có thiện, không có lành, không lợi ích thì đều là đồ độc hết. Mặc dù có thể nó là đồ ngon, đúng không? Đó là về tinh thần. Còn về vật chất thì ở đây ai cũng hiểu rồi, thức ăn cho cơ thể mình thì bà con biết rồi. Nếu chúng ta nói rằng tu hành thành Phật là một hành trình là lựa chọn thức ăn sai hay đúng? Tôi đã giải thích xong rồi, bây giờ hỏi đúng hay sai? Đúng. Dạ, tu hành trình lựa chọn thức ăn thôi. Nghĩa là trong vô số kiếp đó, là ngài đó là lựa chọn thức ăn. Là sao ta? Ngài không có nuôi cái này của ngài bằng mấy cái mà tào lao, ba sàm, ba xí như mình, đúng không? Mình đó là nói là Phật tử cái tùm lum, chứ đâu một ngày 24 giờ hồ nghỉ toàn là ba sa ba xí không có. Chỉ có cái trường đó bà này thôi. Cái gì mà tốt nhất là bà, tôi nhìn là mà tôi ớn luôn. Cái gì mà cũng nhất á mà chậm nhất, chậm hiểu, chậm nhất dễ hẹn à. Mà cái gì cũng nhất á, từ đó, trong cái vũ trụ cái hệ mặt trời này tự mình bà rồi. Như vậy thì cái quá trình hành Phật, thành Phật là gì? Là quá trình lựa chọn thức ăn. Thấy chưa?
Mà thức ăn ở đây trong kinh Đức Phật Ngài dạy rất rõ, tức là Ngài kể ra bốn loại thức ăn. Ở trong đó cái thức ăn đầu tiên là những thứ thực phẩm cho thể xác sinh lý, nó có tên gọi là đoàn thực. Đoàn thực tự nhiên nó chảy máu là chứ. Tôi nhìn quý vị mà tôi chảy máu tay, tôi mới nhớ một câu đó, có rửa thì rửa chân tay, chứ rửa chân mày, chứ cá áo ảnh. Để có những cặp mắt nó giả mèn mới nhìn đến chúng ta. Đoàn thực có nghĩa là gì? Đoàn tiếng Hán có nghĩa là có tròn. Giống như là người Tàu họ có cái tục lệ là Tết hay ăn chè trôi nước. Bởi vì đoàn đó là vò, vò lại. Mà cho nên kêu đoàn viên, có nghe chữ đoàn viên. Đấy, gọi là chết hay kêu là đoàn tụ ông bà. Đoàn cái này có nghĩa là gom lại. Chết là đoàn tụ ông bà. Thì đoàn là gom là thực phẩm trên đời này, tại sao gọi là đoàn thực? Trong cái văn hóa Ấn Độ họ xài chữ thông minh lắm. Tại sao thức ăn, tất cả thức ăn để nuôi cái này gọi là đoàn? Bởi vì họ nói không có thức ăn nào mà mình ăn một mình nó hết, nó phải đi trộn với thứ khác, có đúng không? Ví dụ như muối là phải đi với cơm. Ví dụ như cái món đơn giản nhất, nó ăn cơm với muối thì cũng phải là lấy muối bỏ chung với cơm, đúng không? Rồi nó ăn cơm với rau thì cũng phải rau chấm gì mặn mặn, đúng không? Có nghĩa là theo Ấn Độ không có cái gì một món nào mặn một mình hết, rồi gọi là đoàn. Và cái chữ đó nó tinh vi lắm, nó sâu sắc, ý ông họ cũng nói là cái cơ thể này luôn luôn được nuôi dưỡng bởi nhiều thứ trong đời đất chứ không phải chỉ một thứ. Do đó họ gọi cái thức ăn cho cơ thể sinh lý gọi là đoàn thực. Tiếng Phạn gọi là kapalika. Kapali có nghĩa là bồ, là trái băm. Kapalika đó là vật, kara là làm, là mình trò, là mình viên, là hoàng, gọi là kapalika. Đó, nó thêm ví dụ lên đến Ấn Độ là người mình thì múc chơi lắm, còn người Miến Điện thì Ấn Độ là luôn 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 ăn măng ta khỏi. Tại sao? Bởi vì tay trái là nhiều khi nó bị xài vô diện không có vệ sinh, hiểu không? Và người Ấn Độ mình không biết, mình nói người Ấn Độ nó là dơ tụi lên. Thật ra người Ấn Độ là một trong những cái dân tộc biết ở sạch đầu tiên trên thế giới. Khi họ đi toilet họ biết dùng nước, cái biết gì đó không? Chỉ có Việt Nam mình xài giấy báo và lá chuối khô. Trong trường hợp đặc biệt không cần xài gì hết, cứ ngồi trên cỏ đứng dậy xong. Vấn đề là chỗ đó. Hôm nay Ấn Độ rất dơ, nhưng trong cái nguyên cái chiều dài lịch sử thì dân Ấn Độ là cái thứ dân một trong những dân tộc đầu tiên mà biết sống vệ sinh. Tôi nói tiếng Việt rất kỹ. Mà ba đen Ấn Độ bây giờ nó đang bắt đầu rầu rầu quá. Thì có ai chết mà chưa chết. Rồi trùng như vậy mà cái tốn hoài cũng lạ, thường trùng nó mau. Rồi thì cái đầu tiên là đoàn thịt. Tùy thuộc chuyện anh ăn cái, nghe cho kỹ nè, tùy thuộc vào cái chuyện anh ăn cái gì thì cơ thể của anh sẽ bị hay là được cái gì đó tương ứng. Cái câu này phải ghi đơn giản. Tùy thuộc vào việc anh ăn cái gì mà cơ thể của anh sẽ bị hay là được cái gì đó tương ứng, có hiểu không ta? Dạ. Đớp đường cho nhiều vô đi con. Được. À, ăn mặn vô, dầu mỡ cho nhiều vô, đồ chiên, đồ nướng cho nhiều vô nha. Cho nên tùy thuộc vào việc ta ăn cái gì thì cơ thể ta sẽ bị hay là được cái gì đó tương ứng. Đúng chưa? Rồi qua cái tinh thần của gian như vậy. Thức ăn gồm có bốn thứ. Một là đoàn thực, tức là thức ăn cho cơ thể vật chất, cơ thể sinh lý. Rồi cái thức ăn thứ hai là xúc thịt. Xúc, xúc đều phải là múc nha, xúc tức là tiếp xúc. Xúc thực là tùy thuộc vào việc ta sống nhiều với căn nào trong sáu căn mà đời sống của ta trở thành phàm hay thành cao hay thấp, sướng hay khổ, có hiểu không? Tùy thuộc vào việc ta sống nhiều với giác quan nào mà ta trở nên thánh hay phàm, sướng hay khổ, siêu hay đọa. Ghi vậy mà không ghi được hết. Cái vị nào trên pháp lâm thấy chậm quá ở nhà ngủ nghe, đi vô đây rất là mất thời giờ. Phải kêu các bạn trên pháp lâm công nhận, có trẻ con công nhận. No pet here, ok? No pet allowed.
không có nhắc tới chó mèo. Rồi là nhắc lại lần nữa, tùy thuộc vào việc ta sống nhiều với cái giác quan nào mà ta trở nên phàm hay thánh, sướng hay khổ, siêu hay đọa, đó được gọi là xuất thịnh. Ta hiểu không? Dạ. Hả? Dạ. Mà bạn có nói đúng hay sai ta? Đúng. Hả? Đúng. Hả? Đúng hay sai? Dạ đúng. Sao không dám gật? Đúng. Nó hèn dữ vậy ta. Không hèn là ngu, không ngu là hèn. Thì cái chỗ nào phải gật thôi. Tùy việc ta sống nhiều với giác quan nào. Bây giờ các vị nhìn tôi nè, tôi làm thầy chùa đúng không? Mà suốt ngày các vị thấy tôi xài quá nhiều con mắt để nhìn tầm bậy, các vị có chịu nổi không? Bây giờ ông sư, con mắt theo các vị, theo các vị người tu nên xài con mắt cho con vị gì nhìn nhiều là tốt nhất, nói thấy chưa? Bây giờ tôi dùng nó để tôi ngồi ra ngoài đường tôi nhìn người ta, các vị nghĩ thì sao? Các vị hiểu không? Suốt ngày các vị thấy đẹp, thấy người ta đeo cái headphone này này, nhưng mà phát hiện ra người ta nghe nhạc, các vị nghĩ thì sao? Gọi là tới ngày cái alo khỏe không không mà, nghe hiểu không? Như vậy là có nghĩa là ta sống nhiều với cái giác quan nào thì ta cũng sẽ trở nên phàm hay là thánh, đúng không? Yeah. What, how, how much và how long. What, how, how much, how long. Bốn cái này cộng lại đối với six sense, trong sáu tầng ấy, mình sống nhiều về tầng nào. Tôi hỏi các vị nè, một hành giả, tức là một người hành thiền á, họ có xài nhiều năm căn vật chất không? Không. Bây giờ hiểu chưa? Bây giờ hiểu chưa? Tối ngày cứ chánh niệm làm gì biết nấy, thì coi như cái chuyện mà họ phải xài tay xài mắt toàn là miễn cưỡng không à. Né không được họ mới xài, đúng không? Còn cái thứ không tu là nó có xài maximum, xài hết công sức, đúng không ta? Hả? Yeah. Bây giờ hiểu không đi chứ? Dạ. Yeah. Tùy thuộc vào chuyện anh sống nhiều với giác quan nào là what, rồi sống kiểu gì. Ví dụ anh dùng lỗ tai, nhưng mà dùng lỗ tai để làm cái gì? Anh sống bằng lỗ tai hay mắt nhiều hay là cái đầu nhiều, đó là what. Và anh dùng nó để anh làm việc gì, đó là how. Ví dụ như anh nghe kinh đi là how, nhưng mà how long? Hả? Một ngày anh nghe cái 15 phút, rồi anh đi đánh bài 8 tiếng, hiểu không? Vậy how long rồi how much, anh nghe bao nhiêu. Ví dụ như anh có cái Nam Mô A Di Đà Phật, bạn nghe suốt, đúng là how long thì rất là very long, nhưng mà how much thì có sao chữ không mất cái gì, hiểu không? Dạ. Nó có sao chữ không mất cái gì, nó là less hay là much. Yeah, cho nên nó phải nội dung nữa, nó là cái gì, bao lâu và bao nhiêu, đúng chưa? Cho nên trong một ngày anh sống nhiều với giác quan nào chưa đủ, còn phải how long, how much. Trong chữ kia nhớ bốn chữ nha. What, how là 2, how long, how much là 4. Anh sống nhiều, cái chữ nhiều ở đây nó bao gồm là 4 cái đó, hiểu không? Yeah. Chứ còn mình đừng có nghe nó sống nhiều rồi mà quên 4 cái đó là không được. What, how long, how much. Chẳng chưa? Bây giờ hiểu hả? Yeah. Như vậy cái đó, như vậy cái việc mà lúc bây giờ 6 tầng nó có phải là thức ăn cho mình không? Nó nuôi dưỡng con người, nó nuôi dưỡng cái mentality, nuôi dưỡng cái personality, đúng không ta? Dạ. Yeah. Mình phải học cái đó, mình mới hết hồn. Là 26 thế kỷ trước có một người đã phanh vui banh chành cái vụ đó. Ngày gặp có nhiều người, ngày gặp mặt ngày nói thẳng là con tu tam học giới định tuệ đi con. Họ nghe họ hiểu. Có người ngày nhìn mặt họ ngày nói rằng mọi thứ do duyên mà có, rồi cũng do duyên mà mất. Họ thầm thấm. Có người người vừa gặp mặt mà nói buông hết đi con, thành thánh liền. Còn có người người gặp mặt là nói lựa thứ mà ăn nghe con mới thành thánh. Bây giờ hiểu chưa? Có nghĩa là mỗi ngày mình học một điều kiện, đúng không? Hai ba duyên, đúng không? Thì bữa nay mình học về cái là vật thực hay là dưỡng tố duyên là như vậy. Tức là có những người ngày không có nói gì qua cái việc ăn, người ta lựa thứ mà ăn nghe con họ hiểu liền, hiểu không? Rồi các vị thắc mắc, ủa sao kỳ vậy ta, sao gầm tèo rồi nó khác, gầm lý rồi nó khác, tại sao vậy? Là vì kiếp trước á, mỗi anh có một hoàn cảnh sống khác nhau, và mỗi anh có một cái lý tưởng và cái hướng hành động khác nhau, cái hướng suy nghĩ khác nhau, hiểu không? Hiểu không? Hiểu hả? Hiểu. Mai mốt mỗi lớp học dành mình đem thêm vài học xuống ngủ mình để ở đây, cứ thấy không xong là đem xuống cho nó uống 10 viên để chuyển kiếp. Chứ còn không có cách nào mà giải vào cái đáp mà nó chậm như vậy, nó sống hoài nó cũng chết thì biết kiếp nào mà nó khôn ra.
Thử thấy không, trong là tập thể đề xuống là 10 viên. Tôi hôm qua tôi mới đi ultrasound, nó cho cái thuốc gì mà hay dễ sợ luôn, nó mới lụi có chút xíu là tôi đã ngủ. Cái lớp này nó lụi còn nửa lít mới đủ. Như vậy là cái thực phẩm đầu tiên là thực phẩm cho cơ thể sinh lý. Cái thực phẩm tiếp theo là cho gì ta? Cho các giác quan. Cho cho cả hai. Bởi vì tùy thuộc vào việc ta sống nhiều với giác quan nào. Như vậy nó gồm cả thân và tâm đúng không? Rồi, như vậy loại 1 là cho cái gì? Là cho physical body. Đúng chưa? Loại 2 là cho both. Both không? Ta phải both không? Đúng không? Không hiểu hả? Loại thứ 3 là tư niệm thực. Tôi gặp bà con tới học tôi vui, nhưng mà tôi rất là giận và rất là tiếc khi bà con tới trẻ. Thì bà con tới trẻ nó giống như là nó giống giống như là bánh xèo, mà mình tới trẻ chỉ còn rau vậy đó. Đúng rồi, cái có mà khó. Không phải, nó kỳ lắm. Họ ăn mà rau không có giờ họ chửi, thì nói chả nó bánh xèo tới gặp rau không. Nó miêu giọt mới xuống. Rồi dắt một chi mà đem một người lớn tuổi nữa rồi tới cũng hiểu được, rồi ngáp chặt chỗ khơi. Một cái niệm cắt chip luôn rồi sư, vô nghe chút xíu là bao nhiêu chip được cắt đó, được, theo cầm bả là cái tốn thuốc. Vậy Việt Nam có hai người rồi sư. Rồi, tới đâu rồi? Tư niệm thực. Có người thì ngài nói rằng tùy thuộc vào việc anh sử dụng giác quan nào nhiều, hiểu không? Thì cái personality và cái mentality của anh nó sẽ được theo đó mà nó lớn mạnh hay là thụt lùi, đúng không? Nhưng mà nó lại có cái là thứ ba mới ghê chứ. Nói như vậy nó không có hiểu. Hiểu không? Có nhiều tên nó hiểu nhưng mà nó không có đã. Có vụ đó không ta? Có nhiều cách nói mình không hiểu. Rồi có những cách nói mình hiểu nhưng mà nghe nó không có đã, nó không có chọn đúng vô kìa. Chưa thấm kìa. À, nhưng mà có nhiều cách nói mình hiểu nhưng mà nó sướng. Có biết nó không? Có đó không ta? Các vị có được ăn massage chưa? Có nhiều chỗ nó chọn vô mà mình chỉ nghe nhột thôi. Có không? Rồi có nhiều chỗ nó chọn cho mình nghe đau, có không? Rồi có nhiều chỗ nó chọn vô nghe sướng, có không? Nghe pháp thì chay. Có nhiều cái người là mình phải chọn cho họ đau. Ví dụ như mình nói không tu là đọa đó, là mình chọn cho họ đau, hiểu không? Còn mình chọn cho họ sướng thì mình nói tinh tấn quá, giờ này mình tới đây nghe pháp cũng căng duyên nhiều kiếp vậy không? Đúng. Là nghe cho nó sướng. Đúng. Nhưng mà vấn đề mình tu phải là sướng, không phải là đã, không phải là đau, không phải là nhột. Mà vấn đề cái đã đó, cái đau đó, cái nhột đó, nó có giúp được gì cho mình hay không? Nãy giờ nói gì sư rồi, có hiểu sư không? Sẽ nói cái gì có sao chưa? Cho nên có người thì ngài nói là tùy thuộc vào việc con sống nhiều với cái giác quan nào, nghe kịp không? Nhưng mà tới cái hạng thứ ba này ngài lại nói khác. Ngài nói tùy thuộc vào cái việc mà con investment cái gì, thiện hay là ác. Sao tự nhiên cái mở ra? Dạ con. Ok. Cái thứ hai là tùy thuộc vào việc con sống nhiều với cái giác quan nào, với cái sense nào, nghe kịp chưa? Và tới cái đoạn thứ ba ngài nói nó khác. Tùy thuộc vào việc con investment cái gì, thiện hay là ác. Cái thứ hai là nói về sáu giác quan nha, cái xuất thật á. Nhưng mà qua cái tư niệm thực là ngài nói thiện ác. Có khác hay không ta? Hả? Rồi. Ví dụ như đối với một đứa bé, mình nói sáu giác quan nó hiểu, chứ nó đến cái quan niệm thiện ác đứa bé nó không có hiểu, đúng không? Đối với bé mình nói mắt tai mũi đứa bé nó hiểu, nhưng mà đối với đứa bé mà mình chơi cái chiêu mình thiện ác hình như hơi đuối, phải không? Mà nói cái đáp mình đây là tôi thấy nó thiện ác mà nó là thấy là đã đúng rồi. Mình ở đây có những người đa phần là hài nhi tóc bạc, có hiểu hài nhi tóc bạc không? Là quay hát cái gì? Tức là bú bình khi tóc đã rụng gần hết. Cho nên cái hạng thứ ba đó là anh đầu hạng thứ ba, anh đầu tư cái gì, thiện hay là thì cái con người của anh, cái personality, cái mentality của anh cũng theo đó mà
tốt hay xấu, sướng hay khổ và siêu hay đọa, đúng không? Vậy là đêm nay về mà mở cái tứ thực ra, các vị sẽ hấp hồn một cái sống giảng là ai vậy ta. Nhưng mà chịu khó đưa cái gác cái chân lên gác, mày cỡ gì gác tay gác, hiểu là phải chơi cái chân luôn. Chơi cái chân lên, cho nên mới hiểu. Thì cái số, cái loại thức ăn thứ nhất là dành cho cái gì? Rồi, thứ hai. Số ba. Ngủ, cho cái gì? Mai, nguyên rừng tiếng lo các bà có quyền bỏ mình số xuống rồi. Tôi đi dạy học tôi khuyến khích bà con hai chuyện, một là hiểu chậm thì tôi khuyến khích về bú bình, tại vì mình đã là lệnh của tuổi thơ đó, khờ chứ không thích, còn thấy chậm quá thì tôi khuyên là chuyển kiếp. Đi dạy học thì chỉ đem hai thứ thôi, thuốc ngủ và bình sữa thôi. Thì cái thứ ba này là gì ta? Thứ ba này là âm đầu tư cái gì? Và các vị phải biết một chuyện rụng rời như sau, đó là dầu muốn hay không, dầu vô tình hay hữu ý, thì trong từng phút trôi qua các vị luôn luôn invest something in your mind, có hiểu đó không? And for your next life. Kinh khủng như vậy. Dầu muốn dầu không, dầu có để ý tới hay không, dầu vô tình hay hữu ý, thì mỗi phút trôi qua ta đang âm thầm kính đáo lặng lẽ có những investment thiện hoặc ác cho đời này và kiếp sau. Có tin gì nữa không? Tôi ví dụ nè, mình đâu có nhậu nhẹt nhảy đầm, đâu có sắc xanh đậm chóc đâu, mình cứ ngồi mình vẽ tranh thôi mà, mình vẽ hình chơi, cái đó là thiện hay ác, cái đó tốt và xấu, hiểu chưa? Rồi mình ngồi mình buồn cái mình vô Facebook mình coi bữa nay có ai có gì ngộ, hiểu không? Đó là bad investment, có hiểu không? Thấy chưa? Cho nên cái này rất là quan trọng. Dầu muốn dầu không, dầu muốn dầu không, thì từng phút trôi qua ta đang âm thầm kính đáo và lặng lẽ có những investment, hiểu không? Thì những investment đó mới chính là cái mà nó nuôi dưỡng cái personality và cái mentality của mình, cái nhân cách và cái não trạng của mình, thấy kịp chưa? Thì cái ông nội đó được gọi là tư niệm thực, nghe hiểu không? Yeah. Ừ, nó quan trọng đó là tư niệm thực. Cho nên tôi nhắc lại một lần nữa, tùy thuộc vào cái căn cơ, cái trình độ, cái khuynh hướng tâm lý của cái người đối diện, mà ở mỗi trường hợp Đức Thế Tôn có một kiểu thuyết pháp khác nhau, hiểu không? Có những người là ngày chỉ đem cái này ăn uống ra là họ đắc được cái đâu, có những người ngày nói chuyện khác, nghe kịp không? Có những người là ngày vô ngày giảng thì bố thí về trì giới, về cõi trời, rồi về cái chuyện mà nguy hiểm của ngũ trần, rồi cuối cùng người nó thôi buông hết đi tu đi con, đó gọi là tuần tự pháp. Nhưng có người là ngày gặp họ ngày nói thẳng luôn, mọi thứ đều là giả, buông hết đi con. Rồi còn có người thì gặp ngày chỉ nói một câu thôi, mọi thứ là vô thường, họ buông liền. Khi họ nghe cái chuyện mọi thứ là họ hiểu là sao ta? Thân này, tâm này, danh, lợi, sắc, quyền, tài, tình, đều vô thường, hiểu không? Đó là người có huệ căn. Còn người như mình thì sao? Người như mình nghe nói mọi thứ cái mình không chịu hiểu như vậy. Mà mình hiểu thế này, cái gì cũng vô thường trừ ra nhan sắc của bà, trừ ra cái quyền lực, cái uy tín của bà, có không? Có hiểu đó không? Đi đám ma thấy người ta nằm vậy đó mà lúc nào cũng lén nghĩ còn lâu lắm mới tới mình, có không? Không nghĩ tới mình là con sẽ nằm đó, không nghĩ tới. Tôi đi đám ma tôi biết mà, tôi thấy già quá tôi nghĩ chết phải rồi, mình còn trẻ. Tôi hồi tôi gặp cái thằng trai kia bụng chăn đan, nó nhậu quá sơ gan. Rồi có thằng trai kia như là nghe là nó ung thư phổi, nó hút thuốc quá. Rồi cuối cùng có thằng trai kia cơ bắp mà chết, nó chắc ăn mặn lên máu. Lúc nào cũng tìm cách mình trừ mình ra hết, hiểu không? Trong khi cái người mà hữu duyên gặp Phật, cái Phật chỉ nói có một câu là họ hiểu tuốt tuột tuột tắt tầng tầng. Ngài chỉ nói là mọi thứ vô thường, nghe con là nó họ kể một giây luôn để họ buông, không còn sót cái gì hết. Còn mình thì khác, mình mà nghe Phật nói mọi thứ vô thường, nghe con là mình trừ ra những thứ mình thích, có không? Tôi biết có những người miệng nói pháp ào ào nhưng mà mê cháu nội còn hơn cái gì nữa,
kêu cái gì cũng làm, cúng dường bố thí hành thiền cái chịu đựng, nhưng mà không được đụng tới thời gian chăm sóc cháu, có không ta? Có. Có. Như cái hèn không dám nói đâu. Rồi có người là coi như là cái gì thì cũng cái gì cũng vô thường hết, mà trừ ra à, tình yêu, danh vọng, quyền lực, uy tín, tiếng tăm, ảnh hưởng xã hội, trừ tâm lớp, nhưng hoặc là trừ cuối cùng nó trừ cái gì? Trừ cái kiến thức, trừ cái trí tuệ, trừ cái sự thông minh của mình ra. Mà lẽ là Phật đã nói là cái gì everything. Cho nên Phật Hoằng Pháp 45 năm mà cái lúc cuối đời Phật nói cái câu cuối cùng là quay lại tham ba sam sa kara apamadi sam ba đi. Mọi hiện hữu đều là vô thường, phải tinh tấn chớ có dễ ngươi. Thì cái người mà hữu duyên họ hiểu cái câu đó là nó rộng vô cùng tận. Mọi thứ này là gì? Là những cái đức hạnh, trí tuệ, công đức, phước báo, tất cả những niềm vui, nỗi buồn, nước mắt, nụ cười, quyền lực, tình yêu, tất cả đều quan trọng một khi đã đủ duyên. Nghe hiểu không? Cái câu đó rất là tuyệt. Những người hữu duyên họ nghe như vậy là họ lấy cái mực đỏ họ chéo tất cả. Còn mình thì chéo nhưng mà chừa được mớ cái thứ mình thích. Chính vì vậy cho nên mình mới dễ ngươi. Cho nên cái bài kinh nó rất là sâu. Thứ nhất, mọi thứ đều là vô thường. Mọi thứ đây là cái gì ta? Tất cả những gì thuộc về mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Tất cả những gì thuộc về sắc, thân, khí, vị, xúc. Tất cả những gì thuộc về sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Tất cả những gì thuộc về thiện, ác, buồn, vui. Đúng chưa? Kiến thức, tình yêu, uy tín, danh vọng, quyền lực. Tất cả đều là vô thường. Rồi trí tuệ, thần thông, ngay cả cuộc đời của một vị thánh cũng vô thường, đúng không? Có như thể phàm, thánh, siêu đọ, buồn, vui, tốt, xấu, tất cả đều vô thường. Đó là nửa câu, mới có nửa câu thôi đó. Mọi thứ đều vô thường thì là ngày đã gom hết, không sót cái gì. Vì bằng chứng là Như Lai quy nơi đi, Như Lai cũng nằm ở trong cái cơn lốc vô thường vậy nha. Rồi nửa câu còn lại, cái nửa câu đầu là mọi thứ đều vô thường, nửa câu còn lại là gì ta? Chớ dễ ngươi, đúng không? Rồi. Cái dễ ngươi này nó nghĩa nó sâu kinh hoàng, mà mình hiểu cái dễ ngươi là mình hiểu làm sao. Chớ dễ ngươi đây nó gồm có ba. Chớ dễ ngươi đây nghĩa là không coi thường điều ác nào là nhỏ rồi làm. Yeah. Hiểu không? Dạ hiểu. Không coi thường cái điều lành nào là nhỏ rồi không làm. Dễ hiểu không ta? Hiểu dạ, không? Dạ hiểu. Rồi cái thứ ba, không có đam mê bất cứ hiện hữu nào. Có nghĩa là dầu sanh làm con giun, con dế, mình sợ đã đầm mà làm tiên, làm thánh, làm thành sung sướng cỡ nào, ngọc hoàng thượng đế, thái thượng lão quân, diêu trì dương mẫu, thì tất cả đều là thể còn có mặt là còn có sanh là phải bất cứ chết. Hiểu không? Cho nên nó là cái không dễ thương đi, nó gồm có ba. Một, không coi thường điều ác nhỏ rồi làm. Thứ hai, không coi thường điều thiện nào là nhỏ rồi không làm. Thứ ba, không đam mê bất cứ hiện hữu nào. Thường thì Phật tử mình á, thường là giúp cả ba cái này. Một, thấy đập mũi đâu có sao, chơi luôn có không? Gọi là biết nói hùa không? Mình nghe thằng Tèo nó nói xấu một tí, mình hay đi theo lắm. À, tôi thấy cái chuyện nhỏ nó lâu của tôi nói. Có đó không? Hay nói hùa lắm. Mà Việt Nam có cái đàn nó biết điểu nè. Trước khi mình nói xấu ai thường hay bắt đầu câu thế này: tôi nói không phải nói xấu. Cái cô Thu nó quách ra bả, nó tào lao lao lắm. Và khi mình sách chửi cha người ta, nhưng mà bắt đầu là câu lúc ta, đúng không? Rồi tôi nói mà nó xấu chứ cái bà Tâm Thảo, cái bà mình nói luôn. Coi như là trước khi mình chửi người ta đó, mình lót trước cái câu này: tôi nói mà nó xấu, mà coi như mình chửi cha người ta. Có đó không? Nó hèn lắm. Bởi là tôi nói không phải nói. Không lẽ nó đánh rắm à? Bố tiên sư nó đánh rắm à? Tôi nói không phải nói, bắt đầu chửi. Nói người ta nó mới không còn cái đứa đó nữa. Ba đời sao kìa. Các vị có nghe mấy ông bà ông giải không? Ông bà ông giải là gì ta? Ông bà là những người mà mình còn thấy mặt biết tên. Long thần ngộ pháp nghe chửi quá.
Sư Kỳ lần đầu tiên giảng vừa chuyên lý chuyện cái này. Cái gì cũng vô tường, nó sẽ trừ ra cái biên vừa chuyên lý. Ủa kìa, tôi quên rồi. Giảng xong tôi quên rồi. Ông bà giải. Ông bà giải. Hết nghe rồi nha. Còn nghe không? Ông bà ông giải là sao? Ông bà là những người mình còn biết mặt, biết tên, có hình ảnh thì gọi là ông bà. Còn ông giải là những người không có mặt, không có tên, mình viết cái tên của quyền tổ tổ trong cái tấm giải đỏ để mình thờ. Ông giải là cái đó đó, tức là có nghĩa là nó đã không còn hình nữa, nó không còn tên, nó vô cái tấm mà của quyền đó, nó vô cái là lên tới ông giải, nghĩa là cao xa lắm rồi. Là ông gì ông sơ, bố rồi nội cố sơ sờ sẩm sống xích gì đó rồi con cháu rồi chút chết chó chép gì đó đại khái lắm, tức là lên ông vải có nghĩa là nó sai dữ lắm rồi. Đại bác bắn rớt xuống lượm băng tiếp. Ông bà ông giải bữa nay chắc mình mới biết là người mới chỉ giải đó hả? Ông bà ông giải là vậy đó. Ông giải có nghĩa là hình hết rồi, tên hết rồi, mà bây giờ nó vô cái tấm đó đó. Cái tấm mà có thấy cái tấm đó không? Không, cái dân dân Mỹ không thấy cái đó. Việt Nam đó là. Hả? Trước nó nhỏ xíu vậy nè. Thì kêu gì kêu, nhưng mà đại khái là đó, cái tấm đó. Giống như bên gì đó, mình tháng 3 cũng làm tấm, tôi để chữ V, chữ V, chữ A thôi à. VA rồi chị Nga ghét cả đám mà không kể không hết tên cũng viết tắt rồi đó. Tôi với bà Maryland qua cho nên tối nay về. Giảng 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 nghiêm túc nghiêm túc, các bạn có thấy bây giờ thấy tôi giỡn chưa? Chưa, chỉ nghiêm túc trong nụ cười thôi. Cái thứ ba nó là anh đầu tư nhiều cái gì, thì đó chính là cái con người của anh, và con người của anh nó được nuôi dưỡng bằng bởi những thứ mà anh thường xuyên đầu tư, hiểu không? Có một điều, những thứ đó là ngon hay là lòng thì tùy anh, hiểu không? Safety mà có testy hay không, testy mà có safety hay không, có phân biệt hai chữ này không? Có biết không? Ngon mà có lòng không? Ngon mà có lòng không? Ở bên Việt Nam có cái ông đó, ông bảo cái tiệm cơm để ba chữ là ngon bổ rẻ, mà cái thằng nó vô nó ăn nó thấy dở hẹt, càng cơm thiêu, cơm tấm chả bì mà thiêu, cái nó nói ông đó, ông nghĩ sao mà cơm cầm nó nhớt lầy như vậy, cộng chỉ mà nó nhiễu vậy, mà ông để cơm ngon bổ rẻ là sao? Cái ông nói thì mình để chung là vậy thôi, nhưng mà nói như thế này, ngon mà có bổ hay không, nếu mà ngon mà bổ thì không có rẻ, còn hai cái nào nó rẻ thì nó không có ngon, không có bổ. Thì nãy ông vô ông đưa tiền gì, tôi nhìn cái tiền mà ông đưa đó, ông nói tiền nãy ông dùng cái Barcelona nó còn có nhiêu đây thì có mua được không, thì tôi nói được, thì tôi dòm cái tiền mà ông đưa thì tôi nghĩ cái này ngon của rẻ, chắc rẻ chứ không có ngon của bổ đâu. Rồi cái ông xích lô nghe ông cũng ngạc nhiên, tất là có tất nhưng mà ngạc nhiên, mà hỏi ổ tôi hiểu là nghĩa là có tiền nhiều đưa đủ tiền thì ngon của rẻ, không bao giờ giống như bây giờ tôi đưa ít quá thì nó chỉ có rẻ mà không có ngon có bổ, phải không? Cậu nói đúng. Cậu nói bây giờ là tôi muốn rẻ mà bổ thì dĩ nhiên tôi phải thêm chút, đúng không? Nói đúng. Vậy thì ông sẽ bán thì sao? Thì ông nói những cái cơm này như cái điều nó múc thêm miếng nước lèo cũng con tiêu, nó cũng bổ, giờ nó bổ nhưng nó cũng rẻ, nhưng mình không có ngon, không có ngon. Thì tôi kể chuyện đó, bà con cứ tưởng tôi nói đùa, không, không hề đùa. Ở đây thức ăn cho cái miệng của mình, cái mõm của mình nó y chang như thức ăn cho cái này vậy đó. Tức là quý vị thường ăn cơm thiêu mà quý vị không biết, hiểu không? Bà tôi nói, bắt đầu tôi nói hơi nặng nha, nhưng cái này có tôi chửi quý vị mà đó là sự thật. Cái loài nào nó càng thấp chừng nào thì cái khả năng phân biệt thức ăn nó càng kém chừng đó, đúng không? Đúng hay không? Thí dụ như con chó, con heo, cái gì cũng ăn. Trong khi những con chó mà chó đắt tiền thì hình như không, phải không ta? Nó ăn bọc phước, đúng không? Và theo tôi biết những con chó mà được dạy đàng hoàng nó chỉ ăn cái gì chủ đưa thôi, phải không? Cho nên khả năng nó bị đầu độc rất thấp, đúng không? Còn con chó mà nó ăn tạp thì rất dễ chứ. Cho nên những cái con mà nó càng khôn ngày nào thì khả năng mà lựa chọn thức ăn rất là khá. Tôi ví dụ bên thị sĩ, nó lạ lùng lắm.
bao nhiêu thức ăn mà từ Việt Nam gửi qua cho tôi, tôi để không có con kiến con chim nào ăn hết. Mà bất cứ cái gì của Đức, của Thụy Sĩ, của Tây Ban Nha, của Pháp, của Ý, tôi để ra, để ra cái chỗ mà cho đó, nó chơi sạch, ngọt chua mặn béo gì là nó ăn hết. Nhưng mà đặc biệt đồ Việt Nam này qua kiến không dám mua, gì biết không? Không biết tại sao tụi nó hay quá, tụi nó hay quá. Tôi thấy lạ, tôi mới hỏi Phật tử họ nói rằng tụi nó có khả năng phân biệt rất giỏi. Bởi vì nếu không có cái bản năng đó, tụi nó chết ngắt rồi. Ở trong thiên nhiên nó biết cái nào độc, cái nào độc. Mình xài chemical nhiều quá. Và có nhiều người Phật tử họ đọc báo, có những người họ trải nghiệm thực tế. Họ nói có những con cá, con khô mà từ trong nước đem ra, mà họ bỏ quên trong cái trăng xe đó, 3 ngày đem ra không thối. Nó bỏ cái gì trong đó mình không biết. 3 ngày bỏ quên trong cái trang xe nóng le lưỡi, mà coi như cái gì trong trong cái răng đều banh chành hết, nhưng riêng mấy cái món mà cá thịt từ Việt Nam mang qua không hư nha. Cho nên mình tưởng tượng khiếp lắm chứ không, mà nhất là bà con này là có cái khuynh hướng mà ăn đồ ở trong nước. Đây, có người ở trong nước là in water hả thầy? Thì có lúc tôi nói họ tôi còn trong nước thì họ nói hồi đó thầy cá hả thầy, tôi nói Việt Nam nó lầu dữ lắm, nhưng chuyển kiếp không có chuyện xong ngoài. Thì cái số ba là gì, là anh thường xuyên đầu tư với cái gì hết chưa. Rồi tới cái thứ tư là thất thực. Cái thứ tư này nếu mà không có học A Di Đà thì leo lưỡi. Thích thật là cái gì? Bây giờ bắt đầu ghi nè. Chính các thiện ác mà ta đã sống qua. Trong đời trước. Sẽ tạo ra tâm đầu thai đưa ta về các cảnh giới, hiểu không ta? Chính các thiện ác mà ta đã sống qua trong các đời sống quá khứ sẽ đưa ta về các cảnh giới siêu đọa, đúng không? Đúng chưa? Hiểu chậm mà lại là ghi chậm mới gửi. Bây giờ tôi nhìn quý vị, tôi biết tại sao trong các sinh vật có con rùa. Khi mình sống chậm quá thì mình đi đầu thai cũng chậm, cửa đầu tốt nó mấy nhanh nó chen hết rồi, còn mấy cái cửa chậm nó tới chậm. Tôi nhớ có bữa nó trong rừng mấy con thú nó tập trung rồi nó làm cái bạc ti Happy New Year, thì coi như là nó mới kêu, nó mới mua sắm đủ thứ, cuối cùng nó quên còn mua mấy lòng khóc. Thì nó nói sáng giờ đứa nào cũng có một việc, có một con rùa không làm hết, rồi kêu nó đi mua khóc, đi mua mấy lòng mấy cái bucket khóc, mấy con lòng khóc về. Nó dặn nó tao đi, kêu bay không được ăn trước nghe, kêu tụi kia nó biết rồi, chờ bà về mới ăn. Tụi kia chờ 9 giờ sáng, 12 giờ, 1 giờ, 2 giờ không thấy con rùa nó về, cái tụi nó đói quá nó thôi đem ăn trước. Rồi tụi nó mới vừa bài ra cái con rùa ở trong bụi chung ra, tao biết mà, tao đi tụi mới ăn trước. Có nghĩa là từ sáng tới giờ nó chưa có đi. Nhưng mà có một câu chuyện nó sâu lắm luôn, mà nhiều người kể họ chỉ biết họ cười thôi chứ họ không biết nó sâu. Là cũng một bữa tiệc như vậy mà người ta thấy con rùa chậm quá, người ta mới giao cho con rít nhiều chân nó đi mua, mà chờ 4 tiếng không thấy nó mua, cuối cùng phát hiện nó đang mang vớ. Thì bởi tiếng Latin kêu là centipede. Centipede tiếng Latin có nghĩa là trăm, xăng hay giấy xăng hay giấy trăm, pet là cái chân, centipede là 100 chân. Người ta nói cái tên thì không ai được, có ai mà đếm nó đâu. Thì mà nó đi thì nhanh đó, nhưng mà cái vụ nó mang giới lại lâu. Thì có nhiều chuyện, có nhiều người nghe cái chuyện đó họ chỉ biết cười, nhưng mà họ không biết rằng tất cả chúng ta ở đây đều là những mục đích. Khi chúng ta có nhan sắc, có kiến thức, có uy tín thì mỗi cái mình ta có nó đều là một cái chân, hiểu không? Khi mà chúng ta có quá nhiều chân thì thời gian mang tất nó rất là lâu, đúng không? Thì khi mà chúng ta có bị dính lắp nhiều thứ thì mỗi lần muốn khởi hành, muốn bắt đầu tu hành cái việc đề ba rất chậm, có hiểu không? Hiểu hả? Như là mình có tí nhan sắc, mình xấu quá thì nó đỡ rồi, mình có tí nhan sắc ta rủ đi lên hành thiền, hãy chờ chút nghe, chưa chậm chậm
hiểu không? Vì cái nhan sắc đó là nó là một cái chân nữa để mình mang tắt, hiểu không? Hiểu không? Rồi vô tới chùa rồi mà kêu quýnh cái beng lên, tới giờ tọa thiền đại chúng nghe thì mình vào toilet mình xả cào đi ra được rồi không, cứ đi ra cũng dầm dầm chút xíu rồi mới đi ra, có không? Tôi không có định mà tôi biết lúc nào mà nó lạ một chỗ đó, cái vị mà bữa nào bình phong cái vị ra được, cái vị nhìn kỹ một lần cái vị mới nó nhục, không ai nhìn mình hết á. Mà mắc cái chứng gì mỗi lần ra khỏi nhà đó là phải trang trí tùm lum đi co luôn tôi, để cho người ta nhìn, tôi không có make up mà tôi kêu đi co cho nó nhục. Thật ra không có ai nhìn mình hết á, chỉ có mấy trường hợp đặc biệt sau đây người ta mới nhìn quý vị thôi. Một, quá xấu, quá dị, quá quìa, quá ác ly, quá quìa. Hai, cái vị quá nổi tiếng, quá đẹp, hiểu không? Trừ ra mấy cái quá này không ai nhìn quý vị đâu nha. Mà tất cả mọi phụ nữ 99% trước khi ra khỏi nhà đều mất rất là nhiều thời gian. Bây giờ nghe kịp chưa? Đấy. Cho nên cứ mỗi lần mình nghĩ mình có một cái gì đó là mình giống như con rít mà thêm một cái chân. Vì có nhan sắc nên mình mất thời gian cho nhan sắc. Vì có chút uy tín mình bận tâm cho uy tín. Vì có chút kiến thức mình bận tâm cho kiến thức. Vì có tiếng tâm mình bận tâm cho tiếng tâm. Coi như mình có được cái gì là mình bèn bận tâm cho cái đó. Cho nên mỗi lần mình khởi sự mình start, mình depart cái một cái chuyện gì rất là lâu, hiểu không? Cho nên hóa ra những cái mà mình gọi là được nó lại là cái bị của mình nhiều hơn, hiểu không? Đã đâu rồi? Tức thực chính cái thiện ác mà ta sống qua trong quá trước sẽ tạo ra tâm độc hại trong các cảnh giới tới giờ. Khi mới đi mua khóc là chết rồi, kia mới đi mua khóc là 2 giờ mới chưa về tới, mà hãy dọn là nó chung ra tới đâu rồi? Cái tới nhiêu rồi hả? Rồi chấm chấm. Tùy thuộc vào việc ta đầu thai bằng tâm nào. Xong chưa? Yeah. Mà khả năng tinh thần và chất lượng lượng cuộc sống của ta cũng theo đó mà được quyết định. Có hiểu không? Yeah. Tùy thuộc vào việc ta đầu thai bằng tâm nào mà khả năng tinh thần và chất lượng cuộc sống đó, cũng theo đó mà được quyết định. Cô Trúc Nguyên hiểu không? Dạ, hiểu, hiểu rõ rồi thầy. Phải không? Dạ. Yeah. Có nghĩa là trong tại vì nó rất biết, bà con không học A Di Đà mà con không có biết, giờ tôi chỉ nói vén tét thôi nha. Khi mình làm một cái việc lành thì mình sẽ có một cái tâm đầu thai đi về cõi lành. Còn khi mình làm việc ác thì cái ác đó, cái tham sân si đó, nó kín đáo âm thầm lặng lẽ, nó tạo ra một cái thứ tâm đầu thai cho mình về cõi ác. Nhưng mà ngay bây giờ mình đang sống thì cái tâm đầu thai đó nó nằm ở đâu mình có thấy. Giống như quý vị trồng cây ỏi, khi cây ỏi nó chưa đến lúc ra trái, tôi hỏi các vị gì chứ cái trái nó bây giờ nằm ở đâu, vị trả lời được không? Hả? Giống như câu chuyện sao đây? Một cái cô đó cổ lên xe bus mà không có chỗ ngồi, cái cổ hỏi gì chứ? Ở đây có người đàn ông nào có thể làm nghĩa cử đẹp nhường chỗ cho đàn bà mang thai hay không? Thì có một anh nằm thấy cổ đẹp, anh đứng lên nhường cho cổ ngồi xuống, thì anh nó dòm kỹ nó, mà cô nói cô mang thai mà sao uống chụp lét? Quả nên mới mang thai khoảng 2 tiếng. Không, đi chết đi. Có hiểu không? 2 tiếng mới mang thai sao thấy bụng được? Khổ quá. Cái câu chuyện hiểu không? Hiểu. Có sư nói nhỏ lại. Không có sao, phải tôi thử cái mức tập trung không tới đâu nên cho nó tôi chùn xuống như vậy. Hai cái chuyện mà nó tào lao tôi ngại nó lên. Hiểu không? Vậy thì đó là câu chuyện tiếu. Nhưng mà nó ngầm cho mình thấy rằng không phải có bầu lúc nào mình cũng thấy được, đúng không? Yeah. Bằng chứng là nếu mà dễ thấy quá, tao đâu có xài cái đồ chọc chọc. Cái đó không ta? Cái đồ thử á. Yeah. Thắc mắc hỏi tại sao ông sư biết cái đó là thấy bà luôn. Phải, chứ cái đó không? Nếu mà nó dễ thấy, tao đâu cần xài cái đó. Được chưa? Cho nên thế này cũng vậy. Khi một cái cây mà nó chưa có đến lúc nó ra trái, thì mình có thể chỉ cái trái nó nằm ở đâu phải không? Khi chưa đủ duyên rồi. Tôi xin các vị một tí lửa, các vị đưa cho tôi cái hộp quẹt. Tôi lay xây xây hoài mà tôi không thấy lửa ở đâu. Thì các vị sẽ trả lời sao đây? Tôi không quẹt lửa cho thầy, lấy cái viên này quẹt. Lửa hiện giờ đang nằm ở đâu? Ở trong viên quẹt. Đúng hay sai? Trả lời một câu thông minh anh đi. Lửa đang nằm ở đâu?
Khi các điều kiện chưa hội đủ thì lửa tạm thời chưa có mặt. Tôi đưa anh học quẹt là tôi đang cung cấp cho anh những điều kiện ấy, nhưng anh phải biết kết hợp, chúng ta phải biết combine chúng một cách thông minh thì chúng mới bèn tạo ra lửa. Còn đằng này tôi đưa ra các điều kiện ấy mà anh không biết kết hợp thì anh đi chết đi, hiểu không? Hiểu chưa? Mọi thứ đó là, và bên Tàu có một cái câu thơ nó hay vô cùng, tôi giảng tôi hay nhất của Tô Đông Phàm, nghe cho kỹ, băm cái lỗ tai ra nghe. Tiếng đàn không có trên ngón tay, không có trên dây đàn, nhưng khi hai thứ này cộng lại, tiếng đàn bèn chung ra, có không? Hả? Mọi thứ ở đời không phải tự nhiên mà có, mà nó phải cần đến vô số điều kiện, và nó phải combine chúng lại một cách reasonable. Reasonable là cái gì ta? Đâu, thì nó mới bèn ra cái result, đúng không? Chứ bây giờ đàn ở đây, ngón tay ở đây thì nó đâu có ra tiếng, đúng không? Hiểu hả? Và cái chương tôi hỏi các vị, cái đêm hôm qua tôi nghe tiếng piano, bây giờ tôi qua đây tôi không thấy nữa. Các vị chỉ về phía cây đàn, tôi nhìn qua tôi không thấy, không nghe tiếng đàn ở đâu hết. Các vị sẽ trả lời là sao? Đâu có thằng nào nó chơi đâu mà nghe, hiểu không? Bây giờ hiểu chưa? Cho nên khi mà ta đang, khi ta vừa làm xong một cái việc thiện hay việc ác, kể cả một suy nghĩ bất thiện, một suy nghĩ bất thiện, một bad thinking mà nó vừa xuất hiện thì nó đã kín đáo, lặng lẽ, âm thầm, nó tạo ra một cái tâm đầu thai cho mình đi xuống. Nhưng mà tạm thời bây giờ mình còn sống, mình chưa có ngáp ngáp thì nó chưa có xuất hiện. Khi mình hước một phát nó bèn xuất hiện, nó đưa mình xuống dưới lỗ sâu ở dưới, hiểu không? Còn khi mà ta sống bằng tâm lành thì sao? Thì cứ ta hước hước là cái tâm đầu thai nó bèn có mặt, nó đưa ta đi. Vấn đề là thế này, nghe cho kỹ. Kiếp này tôi là một thiền sư tu hành ngon lành, nhưng mà nó xui một chỗ là khi mà tôi tắt thở đó, bao nhiêu cái tâm đầu thai quá khứ thở đó tôi tạo nhiều nghiệp thiện ác, thiện ác, thiện ác, nhớ không? Yeah. Cho nên cái lúc mà tôi tắt thở kiếp này nè, cái trái nào chín ngay lúc đó là tôi đi theo cái trái đó, hiểu không? Hả? Yeah. Yeah. Tôi vào không kiếm không hiểu mà có kỳ, hiểu không? Yeah. Hiểu chưa? Tức nghĩa là kiếp trước cũng trồng rất là nhiều hạt, thì cái lúc mà kiếp này mà cô tắt thở lúc đó là 6:15 ngày 13 tháng 8 năm 2040, đúng không? Thì ngay lúc đó cái quả thiện ác nào quá khứ á nó trộn thì tôi sẽ đi theo cái nghiệp đó. Còn nếu mà cái nghiệp đó là nghiệp lành thì trẫm bèn đi lên, mà nếu mà cái nghiệp đó, cái trái đó là trái độc, nó hiểu không? Yeah, hiểu, hiểu. Nhưng mà đừng có hiểu được. Hiểu. Hả? Nó nhìn nó không hiểu cái ngộ. Đang lắng nghe. Tôi nhìn có gì nhớ tết lắm biết không? Nhớ cái đêm giao thừa, đêm 30 nhớ. Nhớ không? Rồi. Cho nên là ngay cái lúc đó là cái quả nào nó chính thì tôi sẽ theo nó tôi đi. Rồi thứ hai, kiếp này tôi là thằng ăn cướp, cưỡng hiếp phụ nữ, đốt nhà, giết người, tống tiền, lật lọng, lừa đảo, bán nước, phản bạn, lừa thầy, hiểu không? Yeah. Nhưng mà lúc tôi tắt thở thì một cái trái lành nào đời xưa, đời xưa năm 1900 quảnh tẹt mà nó chín ngay trong lúc tôi tắt thở thì cái thằng ăn cướp này vẫn phơi phới đường mây thơ nan. Nghe kịp chưa? Đó rất là khoa học, tức là nó chín lúc nào. Vậy là được có phè. Người ta chửi ngu thì dặn, người ta hỏi con nè, 10 năm trước, nghe cho kỹ nha, tôi ghét cái mức tôi không thèm trả lời luôn. 10 năm trước tôi rất là siêng, tôi trồng trọt đủ thứ hết á, nhưng mà sau cái năm mà siêng đó tôi làm biến trong suốt 9 năm, tôi hút xì ke rồi ăn rồi cứ nằm đây nè, cái biến trẻ rồng rồng nè. Thì năm nay ở ngoài vườn tôi với mấy cây sầu riêng nó ra trái được không? Được. Tôi sẽ bắt lắc đầu. Chưa tưới nữa sao mà nó được? Có. Để có những cây không có cần tưới. Tôi đang giả định cái cây không cần tưới. Mưa xuống. Hiểu tôi nói không? Thế là dầu tôi làm biến nhưng mà tôi đã có gieo trồng rồi. Thì bây giờ nó vẫn. Trong khi đó bây giờ cô nè, 10 năm trước cô
mấy cách đây mấy năm cô là ăn chơi hút sách rất là lười biếng, nhưng mà mơ cô mới có xiên cách đây 2 tháng thôi, cô xiên là đầu tắt mặt tối, coi như cô làm vườn 24/24. Cách đây 3 tháng trời, thì bây giờ trong nhìn vườn cô có sầu riêng ăn không? Không. Hả? Gần quá không kịp. Sao không trả lời? Hả? 3 tháng. Con chồng mà. Không, cô xiên lắm, 3 tháng vừa rồi cô xiên. Cô xiên vô cùng. Không có. Mà bà không có trả lời được kìa. Cái bà này kiếp trước mà không phải cây sầu riêng tôi chết liền đó. Cái bà đó là thiên cái đó sầu riêng rồi. Yeah. Có 3 tháng không kịp. À, thì không biết sầu riêng, không biết sầu chung thôi, đi chết đi rồi. Như vậy mà có nghĩa là tôi làm biếng thì kể tôi, nhưng mà tôi đã có gieo thì bây giờ tôi được hưởng. Quý vị xiên thì mặc xác các vị, nhưng mà các vị đã gieo cái quả xấu thì bây giờ các vị phải gieo 2 quả xấu. Nhưng những cái quả lành mà cái tôi đã gieo, tuy tôi xấu thiệt nhưng mà những quả lành tôi đã gieo nó sẽ không mất. Tuy tôi tốt thiệt nhưng những quả tốt mà quả xấu mà tôi đã gieo nó cũng không mất. Bạn hiểu không? Con không hiểu cái này. Bây giờ có ai giải thích thì bạn nghe, con ghét con thằng ai mà thấy mình hiểu thì nói bạn nghe giùm đi. Ở đây có ai hiểu không? Sợ. Hiểu. Một rừng người mà không hiểu. Hiểu. Cổ vàng hiểu không? Hiểu. Nắm tóc bạn như thế thì bạn nghe. Không, không, để tôi nói cho nghe. Không, không ạ. Nếu mình làm tội thì mình phải chịu phải không? Mình phải trả. Đúng. Thế mình xin nói rằng là làm tội thì đời nào đến nào ấy. Thế bây giờ trong lúc mình chết thì tự nhiên cái quả tốt nó nảy lên. Là mình đi lên. Đúng. Thế còn những cái quả xấu thì mình làm chưa trả. Chưa mới nói là cái lúc nào nó chín mùi ngay cái đó. Đúng nghĩa là nghe. Trong kiếp trước cô trồng rất là nhiều cây. Nghe kịp chưa? Trong kiếp trước cô trồng rất là nhiều cây. Một cây thì 10 năm ra trái, có cây 9 năm ra trái, có cây 8 năm ra trái, hiểu không? Trong đó có thiện có ác. Thì kiếp này khi cô tắt thở đó, thì những cái cây đó, lúc mà cô tắt thở đó, thì nhằm ngay lúc đó cái cây nào nó ra trái thì cô sẽ đi đầu thai bằng cái trái đó. Hiểu không? Chị hiểu xin nói rồi nhưng mà Được rồi. Nghe. Đó là có hai hạng người. Một là người không có năng khiếu giải thích, và thứ hai là có hạng người không có năng khiếu hiểu những giải thích. Ok. Thì tôi và cô chính là hai hạng đó. Tôi không có khả năng giải thích và cô không có khả năng hiểu các giải thích. Ok. Con hiểu rồi. Không không không. Được rồi. Mất thời gian lắm. Tôi đang giải với người khác. CBS gần đây kiếm cái loại mạnh nhất nha. Uống vô. Okay. Nó có loại thuốc ngủ em đi hay đi em, chắc là phải đi em uống mới được. Bây giờ là biết thuốc xin hay bắt thuốc xin phải không? Để mà uống đi. Bây giờ tôi đang giảng tới cái thứ tư. Ta đầu thai bằng tâm nào thì chính cái tâm đó nó mới đưa ta vào các cảnh giới gì đó phải không ta? Và chính vì cái việc ta đầu thai bằng cái tâm nào đó, cái khả năng tinh thần và cái chất lượng cuộc sống cũng theo đó mà được quyết định, đúng vậy không? Yeah. Hiểu hả? Thí dụ như bây giờ do một cái tiền nghiệp quá khứ mà tôi phải đầu thai làm con chó thì cái khả năng suy tư của tôi có bằng con người không? Phải không? Một chuyện thứ hai mới là rùng rợn. Trong A Tỳ Đàm giải thích hai người cùng làm một công đức giống nhau. Thì tôi nói tiếng Việt nghe hiểu không? Hai người cùng làm một công đức giống nhau, nhưng mà cái tâm trạng và cái trình độ tư duy của hai người lại khác nhau. Phải không? Một người làm phước vì lòng cầu danh cầu lợi để được khen hoặc để trục lợi, hoặc là họ làm là vì thấy nó hay hay, người ta xúi thì làm, hiểu không? Còn một người làm với đầy đủ cái nhận thức, cái hiểu biết về cái hành động mình làm, hiểu không? Thì tuy là hai người cùng lúc nha, xem thăm cùng lúc làm xem tiền một việc luôn, nhưng mà cái quả báo của hai người này khác nhau, là vì A Tỳ Đàm nó rất rõ, làm công đức mà bằng cái trí tuệ thì đời sau sanh ra là người thông mình, làm công đức mà bằng cái tâm mau lẹ không có bị xúi dục, không có tâm do dự thì đời sau sanh ra nhanh lẹ, làm phước mà bằng cái tâm hào hứng hừng hực khí thế đời sau sanh ra vui vẻ lạc quan, còn làm phước mà chiều ở đỡ sanh ra giàu có mà cái mặt giống như bị táo bón vậy đó. Có không ta? Chúng ta gặp nhiều người giàu mà cả đời nó mặc cái gì thứ ghét thì muốn giọng luôn. Cái tình năng hết của cha đó vậy, nó mặc cái buồn. Hỏi sao buồn?
lo về tài chánh, nó giàu nó lo gì, nó biết sao xài cho hết. Vậy mà nó cũng buồn nữa. Tới cái chuyện vậy mà nó cũng buồn. Rồi nó còn nói mà nó lo là tài chánh, nó trời giàu như bà mà lo cái gì, nó lo biết xài sao cho hết. Mà thì rồi như vậy tùy vào cái tâm thức của mình lúc mình tạo thiện ác mà quả báo không giống nhau, nghe kịp không? Thí dụ tôi ví dụ cái này, tôi ghé chùa, tôi thấy bà con tụ họp đông, tôi thương quá, tôi chạy ra tới giờ ăn mà không có gì hết, tôi order, tôi đếm đầu người, tôi order 100 lòng pizza, hiểu không? Và tôi cũng nghi nghi là trong đó thì chắc có đứa ăn chay đứa ăn mặn, cho nên trong đó có chay có mặn khác nhau, hiểu không? Rồi. Nhưng mà tôi thấy thương thì tôi order vậy thôi, tôi không nghĩ gì hết, thấy kịp không? Rồi còn cái ông áo xanh này nè, ổng cũng giống như bạn, cũng nhìn thấy đám người vậy đó mà ông thấy tội nghiệp quá, chắc chắn tới dạng mà không có dạng hết chùa có đâu, ổng order đại lên 57 gì đó, 57 cái đó kêu gì ổ hả, 57 hộp đi, mấy hộp đều tới thì cũng là cũng thiếu thức ăn đúng không, nhưng mà cái quả báo của hai người này khác nhau. Là bởi vì cái ông này trước khi mà order, ổng cẩn thận, ổng không muốn cho ai bị thiếu hết, hiểu không? Yeah. Ổng còn tính cái vụ chai mặn nữa. Tức là em nào cũng có phần và em nào cũng ăn được hết, đúng không? Yeah. Còn cái ông nội này rất là nghiệp, ổng mà đem ra nhưng mà ổng quên tính. Vậy là ổng không đếm đồ người, hồi 100 em ổng mua có 6 hộ thì bà có đứa nào ăn đứa nào nhịn đây, hiểu không? Yeah. Rồi thêm một cái là chai mặn ổng không cần biết, ổng cứ nó hỏi ổng cái gì ổng chai hết đi, mặn hết đi, ví dụ vậy. Okay. Quả báo khác nhau. Chính vì cái chỗ mà cái tên kia nó làm bước mà cái đầu nó có nghĩ như vậy đó, nó hơi có cái chi tiết, nó có cái điều theo một chút, có cái ý tứ một chút. Đời sao sinh ra nó giàu có, nó có lộc ăn mà nó khôn banh xác. Còn cái ông nội kia thì đời sao sinh ra là sung sướng kẻ hầu người hả, nhưng mà nói về cái lẹ không bằng ông kia, hiểu không? Bởi vì cái hiểu không? Làm từ thiện đúng vậy. Có người làm từ thiện là thích cho tiền, có người thì làm từ thiện là thích người ta có nghề trong tay, hiểu không? Yeah. Tôi hôm nay tôi làm cái thiền viện Karama ở bên Miến Điện, tôi không dám nói tôi được người trí, nhưng mà hết sức của mình, tôi có cái tâm niệm tôi sẽ làm hết mọi thứ để giúp người Miến Điện. Tôi chủ trương tôi không cho cá mà tôi dạy họ câu, có hiểu không? Yeah. Tức là tôi có cái kỹ năng dạy cái cần câu. Dạy câu rồi cái nó cắt cũng bị đòn nó không chưa không dạy nó câu mấy em đi chết, có hiểu câu đó không? Rồi tôi đang tính á, là ở đó tôi sẽ để mấy cái thùng, chùa nào nghèo tôi sẽ cho để cái thùng ở đó đặng cho khách thập phương và tới học. Ví dụ cái thùng này là để là hỗ trợ tăng ni bị bệnh, thùng này hỗ trợ cho chùa đang xây dựng, rồi chùa này hỗ trợ cho chùa đang làm cầu đường giếng nước, hiểu không? Thì việc khách thập phương tới hồi giờ thấy cái thùng nào khái họ nhét vô, thì mỗi chùa tôi chỉ cho giữ cái thùng đó trong thời hạn cố định thôi, chúng ta để luôn chùa khác đó sao. Một kỳ thứ hai, bên ngoài trước cổng đó tôi để một, tôi sẽ lập một cái phòng để mà phát thuốc từ thiện, phát thuốc á. Yeah. Thuốc từ thiện và thức ăn từ thiện, có nghĩa là bà con đi làm đồng có thể ghé lấy cháo, lấy bên cơm nếp để ăn, đi làm đồng gọi là thuốc men để lấy được. Cái thứ ba, cái mà tham vọng lớn nhất của tôi đó là tôi sẽ làm cái làng nghề. Tại bên thụy sĩ tôi đi tìm người cũ vợ trời, tôi gặp họ có rất là nhiều máy mang tốt của thụy sĩ mà giá cực rẻ, tôi muốn gom từ từ cái hai cái tôi về bên đó tôi làm mấy cái lán trại, biết không? Tôi gom những cái người mà phụ nữ cơ nhở mà coi như không có điều kiện thì mình sẽ kiếm người giỏi về dạy cho họ, chỉ cần một cái đầu máy may như vậy họ sống được, đúng không? Và đồng thời tăng ni mà cần may giá cần sửa chỉnh gì đó thì đó. Và cuối cùng tôi mới được buổi đầu là thợ mai, từ từ tôi đem thợ mộc, điêu khắc, họa sĩ, thợ dạy đàn, thợ dạy sinh nữ gì đó tôi đem về, và mỗi tháng có 8.000 bát quan. Thì ai trong cái làng nghề nó rảnh thì đi vào thiền viện ngồi thiền giữ bát quan tổng nuôi, còn ai không vào được thì cứ ở nhà vẫn làm việc bình thường, nhưng mà tôi sẽ cho gắn cái sticker khắp xóm, ở nhà vẫn có thể nghe tụng kinh, vẫn nghe thuyết pháp, hiểu không? Yeah. Hiểu không?
và tôi muốn rằng không có em nào mà không có được lợi ích, nghĩa là em nào cần tiền thì Calama cũng giúp được, và em nào cần cái phát triển cái này thì Calama cũng giúp được. Và qua đó thăm mấy bệnh viện tăng ni thương lắm, không ai biết hết trơn, cho nên vô nằm đó thì sáng họ cho miếng cơm, mà có biết bệnh mà có nhiều cái bệnh đó. Ngoại khoa thì vẫn khẩu vị vẫn như cũ, mà có nhiều cái bệnh mà nội khoa internal lạc miệng em không được, một cái phần em họ đưa nhiêu đó chấp nhận nhiêu đó, đói ban sáng tội nghiệp lắm. Bên đó có bệnh viện tăng mình đi đó, là tôi biết bên quốc giáo là có bệnh viện tăng đi, nhưng mà mấy xứ khác không có nha. Thì tại sao tôi đem cái chuyện tôi nói ở đây, không phải là tôi đang khoe về tôi hay về Calama, mà tôi muốn gửi cho bà con bé rằng mình có ý tốt chưa đủ, mà mình phải còn phải có cái tính toán. Là có tính toán này phải là do dự, mà tính toán là cân nhắc. Cái việc nào có gì cân nhắc các biết không, để cái tính toán hiểu không. Rồi thì cái mình đầu thai bằng tâm nào thì cái khả năng tinh thần và cái chất lượng cuộc sống cũng theo đó mà được, có đúng không vậy, hiểu chưa? Tại vì trong kinh nói khi mà mình làm phước bằng cái tâm mà thiếu trí để nó sanh ra đó, cũng được đầu thai cổ lành, nhưng mà cái này nè hơi thiếu muối, hiểu không? Cho nên mình đầu thai bằng cái khi mình làm phước bằng tâm có trí thì đầu thai cũng bằng tâm có trí. Yeah, khi làm phước bằng tâm vui vẻ thì khi đầu thai cũng bằng tâm vui vẻ, và sau đó thành con người vui vẻ. Khi làm phước bằng sự mau lẹ thì khi đầu thai cũng bằng cái thứ tâm mau lẹ, và xong ra cũng là người mau mắn mau lẹ nha. Cho nên cái tâm đầu thai này nó cũng là một thứ thực phẩm, bởi vì chính nó đã nuôi dưỡng nên cái personality và cái mentality của mình, có đúng không? Rồi như vậy thì toàn bộ đời sống của chúng ta muốn tiếp tục làm phàm phu, làm con giun, con dế, con rắn, con rít, con mèo, con chuột thì cứ tiếp tục ăn những thứ mà mình thấy thích, không cần biết nó ngon hay là không, nó lầm hay là không lầm, hiểu không? Còn nếu mà mình muốn thành thánh, thành Phật, muốn giải thoát, muốn chấm dứt sanh tử luân hồi, kết thúc phiền não thì mình phải lựa thứ mình ăn, đúng không ta? Bây giờ hiểu chưa? Vì vậy thì mình ôn lại bốn thứ thực phẩm. Một là thứ đầu tiên khỏi nói rồi, thức ăn cho cơ thể sinh lý, là anh ăn tùy thuộc vào món ăn, anh ăn vào có lòng hay không mà cơ thể của anh nó sẽ ra sao, khỏe hay đau, đúng không? Rồi thực phẩm thứ hai là xúc tình, tùy thuộc vào việc anh sống nhiều với cái giác quan nào mà anh sẽ ra sao. Người sống nhiều với năm giác quan vật chất thì kiếp sau sinh ra tiếp tục trở lại năm, trở lại các cõi dục, hiểu không? Người chán năm cái giác quan vật chất chỉ muốn sống bằng thiền định thì đời sau sanh về phạm thiên, hiểu chưa ta? Còn người chán hết cả sáu thứ tinh tấn tu tập ba la mật thì không còn chỗ đi luôn, hiểu không? Bây giờ hiểu chưa? Cái đó quan trọng lắm. Anh đừng có nói với tôi sống bằng giác quan nào cũng vậy, sai. Một người hành giả là họ không có xài nhiều mấy cái giác quan tào lao. Thí dụ như giả bắt quan là sau 12 chơi là giả không có chơi mấy cái lưỡi là đúng không? Mà giả cũng bớt xài lỗ mũi đúng không? Bởi vì nhịn ăn mà xài lỗ mũi hơi nhiều thì bánh xác đúng không? Hiểu không? Không ngửi thức ăn, nghe chiên làm lơ, hoặc là giữ bát quan là buổi chiều coi như không có, suốt ngày không có xịt ba cái Chanel rồi LV Prada, hiểu không? Ok, cho nên tùy thuộc vào việc ta sống nhiều với giác quan nào, tức là what, rồi how long và how much mà ta sẽ ra sao ngay trong đời này mà tiếp sau, đúng chưa? Rồi số 3, đó là tùy thuộc vào việc ta đầu tư thiện hay ác mà kiếp sau ta sẽ như thế nào. Và chuyện đầu tư ấy nó không có rầm rộ như đầu tư tài sản, đầu tư tình cảm, đầu tư quyền lực, đầu tư nhà đất, mà cái investment thiện ác ở đây nó diễn ra rất âm thầm, lặng lẽ và kín đáo trong từng phút, cái hiểu không? Tôi thích nghĩ nhiều về cái gì, tôi nhớ nhiều về cái gì, tôi tập trung, tôi chú ý đến cái tôi ghét, chú ý đến cái tôi thích, tôi chú ý đến cái người tôi thương, tôi chú ý đến cái tôi không ưa, thì những cái ghét, thích, buồn vui ấy đó là một kiểu đầu tư của tôi, có hiểu không? Một kiểu investment mà tôi không có ngờ. Khi ta sống nhiều với cái gì thì ta sẽ đi về với cái đó. Tuy nhiên, về với nó kiểu nào thì còn tính lại, có hiểu không?
Khi tôi thích hưởng thụ vật chất nhưng tôi thiếu công đức thì sao ta? Đời sau tôi sanh ra tôi trở lại cõi dục nhưng mà trong một cái điều kiện vô cùng thiếu thốn, hiểu không? Có mắt nhưng mà con mắt không được thấy cái mình muốn thấy. Có lỗ tai nhưng lỗ tai không được nghe nhiều lắm những cái mình muốn nghe. Có không ta? Có hả? Những người nghèo có thể thấy không? Mắt, tai, mũi, lưỡi của họ thường xuyên tiếp xúc với những thứ mà họ không muốn, đúng không? Đối manh khác, người ta đi ăn nhà hàng mình mì gói, đúng không? Tôi từng ở dưới lục tỉnh Việt Nam, tôi biết cái này quý vị thế nào cũng thắc mắc là sao còn suy nghĩ nó trước mặt mình sao đi không, không thấy. Mình qua Âu Mỹ mình thấy một người phụ nữ Âu Mỹ khi họ làm đẹp họ có trăm ngàn cách áo quần rồi phụ trang. Còn người phụ nữ nông thôn, đặc biệt là người Khmer ở lục tỉnh tội nghiệp của họ cũng muốn làm đẹp nhưng họ thiếu điều kiện thì sao ta? Xài đồ rẻ tiền đi ngang muốn ôi. Còn tới Tết của họ, họ đánh phát từ đất từ đây trở lên, còn khúc này đen xì, cái này đen xì để yên. Hiểu không? Có nghĩa là muốn đẹp nhưng không có điều kiện thì làm đẹp tới đó thôi. Hiểu không? Muốn hưởng thụ nhưng thiếu công đức thì chỉ được con khúc to ở trên áo dài dưới quần xà lọn. Hiểu không? Có hiểu không? Không đủ. Tôi gặp nhiều chuyện tan cương lắm. Một cô, một nữ Việt Nam mất rồi trước khi mất đi tu. Đời buồn lắm. Xuất thân trong một gia đình gia giáo giàu có, được gả cho một người phi công Việt Nam Cộng Hòa, quyền lực nghiêng trời, chàng bay xuống và lại có thêm vợ bé. Về tài chánh nàng không thiếu, về tình yêu nàng không có đủ. Cả một cái thời thanh xuân nàng chỉ chơi với búp bê mà thôi. Nguyên cái vòng vì nàng không kịp có con với chàng cho nó chàng, nàng chỉ có búp bê thế chồng và thế con, hiểu không? Yeah. Nàng giàu mà được giàu trong những cái đêm tối mưa rơi đã rách một mình ôm với ôm vào một rừng búp bê. Vừa rồi vào năm 1973 trong một cái phi vụ bắt phạt, chàng vĩnh viễn ra đi không về nữa và nàng trở thành quá phụ thơ ngây. Và cứ mạnh khỏe như vậy, sống nghèo khó như vậy cho đến cái ngày mà tuổi già xe bóng vào chùa nương náu ít lâu đai. Cái hiểu không? Yeah. Tức là nàng có phước mà phước của nàng là ở trên áo dài, ở dưới là xà lọn. Bị xà lọn không? Quần cột. Quần cột, đúng. Nàng đẹp, không đẹp phi công nó đâu có lan, đúng không? Nàng giàu có quyền lực, nhưng mà cái nàng có nó ba mớ vậy đó. Nãy giờ có hiểu không? Yeah, có. Thà làm ni cô từ nhỏ không có tình yêu không đau, đằng này đau nhất là làm người vợ trẻ mà không có chồng đau lắm lắm, giống như có tóc mà không có dầu gội vậy đó. Chứ còn tôi như thế này tôi đâu cần dầu gội đâu, có mà có không tới buồn lắm, có hiểu không? Hiểu không? Đấy. Cho nên muốn ăn ngon mà không tu tạo công đức đời sau sẽ ra làm thứ ăn bạc. Muốn mặt đẹp mà không có công đức đời sau sẽ ra làm cái thứ diêm dúa rề là gắn bó thích quyền lực sở hữu của đời sau sinh ra mà lại không có phước thì đời sau sinh ra thích dụ gắn bó nhà đất thì đời sau sinh ra sẽ gắn liền với nhà đất, ở nhà làm mọt không là giường làm trùng cũng nhà đất như ai vậy, hiểu không? Rồi thì sống yêu thiên nhiên mà không có công đức đời sau sinh ra sẽ làm cái loài mà gắn liền với thiên nhiên. Rồi sao như vậy đó, gọi là cái xúc thực. Cái thứ ba là tư niệm thực, có nghĩa là cái đầu tư thiện ác. Và cái thứ tư là ta đầu thai bằng tâm nào, chính tâm ấy nó quyết định chất lượng sống ta. Khả năng tinh thần ở đây hỏi thì đừng dặn, có ai học đại học Việt Nam không? Ở trong đại học không học được lòng mà toàn là nghe giảng rồi lấy nốt thôi, mà mình nghe giảng ào ào cái đó mình không biết lấy nó. Hỏi chậm quá. Có những người cái sự cuộc sống của họ đó là một sự góp mặt, có người là sự đóng góp. Mình sống mà mình có ý nghĩa đó thì đó là sự đóng góp, còn sống mà khờ quá đó là sự góp mặt, đó là sự góp phần chen lấn đi chết đi. Okay. Thì như vậy trong các điều kiện để ta có mặt trên đời này nè, thì
thì trong các điều kiện, ngay cái điều kiện ấy, chữ chuyên môn vô nhập vào gọi là duyên nha. Thì trong vô số duyên đã tạo nên cuộc sống này, trong đó có một cái thứ duyên nó mang tên là dưỡng tố duyên hay là duyên thực phẩm, hiểu không? Thì thực phẩm vừa vốn tới nãy giờ ngọc đầu, hiểu không? Như vậy sau bữa học này đi về trên đường lái xe cứ nhớ rằng ta đang tiếp tục ăn dầu trước mặt ta không có mong manh nào hết, hiểu không? Điều thứ hai phải nhớ rằng tất cả menu trên bàn ăn trên restaurant đều không quan trọng bằng menu for your mind, hiểu không? Thì thường xuyên mình cho ăn cái gì, bình thường cho ăn cái gì thì con người mình sẽ làm như vậy. Sẵn ở đây tôi nói luôn, nước có ba thể là thể lỏng, thể đặc và thể khí. Nước ở thể khí e đó luôn luôn có khuynh hướng là nước ở lý kịch dạng lỏng thì nó luôn luôn có khuynh hướng là tìm về chỗ thấp. Trong đời sống này mình sống như thế nào mà để mai này khi tắt thở mình bốc hơi, còn nếu không là tắt hơi kiếm chỗ thấp chung xuống, cũng đều là nước, hiểu không? Sống làm sao mà chết không cần ai cầu siêu hết, vì tự động nó bốc hơi. Còn sống sao mà nó nặng trì chết rồi mình chung thì chung, mà ta cứ tụng thì tụng, tụng có anh cha nó chết trong về trời thì thánh Peter mới dắt đi vào lọc Chúa, anh vừa đi vừa cười, cái thánh mới hỏi lên đây vui lắm phải sao cười nữa không, con cười là bởi vì con lên tới đây rồi mà tụi nó còn hì hục tụng kinh cầu an ở dưới. Cậu siêu chứ? Cậu em dạ. Tại con chết rồi họ đâu có biết dạ. Con đi đâu họ cũng đâu có biết dạ. Hiểu không? Cậu anh. Cậu anh dạ. Nhờ còn nhờ cha rảy nước dạ. Làm phép. Con lên đây rồi. Dạ hiểu chưa? Dạ hiểu. Cho nên khi mà ta nói là gì, cầu an giỏi thì khỏi cầu siêu. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là ngay trong đời sống này lúc mình đang ok mà mình chuẩn bị một cái đời sống tinh thần ok thì hồi mình chết miễn cầu siêu, okay. Kẹp chưa? Còn hồi mình sống mà mình ví dụ này nó yếu quá thì tới hồi chết nó teo lắm. Bởi vì chết có ba kiểu ghi, chết kiểu một là kiểu chết kiểu thánh hiền là chờ duyên đến thì xuôi tay mà đi, kiểu chết của người đã xong việc đó gọi là cái chết của thánh hiền, là chỉ chờ duyên đến mà xuôi tay. Cái chết thứ hai là chết của người hiểu đạo. Cái chết thứ nhất là của người liễu đạo nha, phải ghi cho rõ. Cái chết thứ nhất là cái chết của người liễu đạo, cái chết thứ hai là của người hiểu đạo. Có nghĩa là chết trong cái sự chán chường, không có còn đam mê nắm níu trong cuộc đời này nữa, nghe kịp không? Một bên là thanh thản, một bên chán trường. Thanh thản có chán trường khác hay giống? Yeah. Hả? Khác. Khác phải không? Yeah, thì cái chết của người liễu đạo là cái chết thanh thản. Thứ hai là cái chết của người hiểu đạo là chết bằng sự chán trường. Thứ ba là cái chết của người tầm thường là chết trong sự vận động, mở một đơn, sợ hãi hay tiếc nuối. Sợ hãi hay tiếc nuối, hiểu không? Hiểu không ta? Hiểu. Ở đây theo quý vị đây, mình có ai tự tin mình chết loại một không, nhóm một có không? Chưa có chết sao chứ. Biết mình sống sao, nhưng mà cô nghĩ là bây giờ cô không hình dung được cô sẽ chết chứ nào. Thì ác, mình sống sao thì mình sẽ chết lắm. Cô tin vậy không? Hay để tử bài này, này. Tự tin có thừa. Chọc. Chọc làm đi chùa tới bây giờ mà đóng còn nghĩ mình đọc nhóm 3 mà. Tại vì mình không biết lúc mình mất cái mình sẽ sợ. Tại vì chưa cái này quen nó theo. Bò con không sợ cọp, điếc không sợ súng. Trong kinh nói cái này mới teo mình. Lúc mình sắp đi đó mình sẽ thấy một trong các cảnh sau đây, một là mình sẽ thấy lại cái quãng đời quá khứ của mình, ở đó mình thiện ác, mình ba gai cà chớn lụ đạn vào lao lưu manh sao đó, nó sẽ quay lại, nó quay nhanh á, thì mình sẽ tắt thở trong lúc mà mình coi tới cái đoạn nào, tập 14 hay tập 37, hiểu không? Nghe hiểu không? Nghĩa là nó sẽ quay lại,
thì mình sẽ tắt thở lúc nào, lúc mình đang coi tới cái tập nào, hiểu không? Cái tập mà con la nó tiễn mình điệp, hay là lúc điệp cắt em bị gần chân dây tu mình không biết, hiểu không? Rồi có nghĩa là mình sẽ tu lại cái đời sống cũ. Thứ hai là mình sẽ thấy là cái, sẽ thấy cái chỗ mình sắp tới. Một đó cũng cho dễ hiểu, một là mình sẽ thấy là cái journey quá khứ, hai là mình sẽ thấy cái destination. Hiểu cái journey không? Một là cái journey in the past, còn hai đó là destination. Có nghĩa là mình sẽ thấy trước cái chỗ mình sẽ về. Ví dụ như mình thấy lửa cháy rồi, thấy tâm chém mổ bụng móc mắt chà với nhám nặng muối chấm rồi đó, thì đó là sắp đi xuống. Thấy cái cảnh mà chuồng ngựa máng heo là sắp bị làm thú. Thấy cái cảnh phố xá nam nữ đi qua đi lại là sắp làm người. Thấy cái cảnh cung vàng điện ngọc trời xanh mây trắng nắng vàng thơm ngát và mát lạnh là sắp về trời. Thấy cái cảnh mình núi đồi hoang vu phiêu sơ lạnh lẽo sắp sẽ làm ngựa quỷ. Thấy chiến tranh năm chém máu đổ đồ rơi có thể sẽ làm Atula. Hiểu không? Hiểu không? Thì bây giờ cũng không biết kỹ hết, là cô tưởng là bây giờ tôi đang khỏe, chồng thương con quen, mốt cái không muốn thở nữa, hứa cả lên trển lập trời nữa. Tôi tưởng nhưng mà không có đâu, tại giờ trước cô trồng cái gì tôi cũng biết. Cô trồng măng cụt, trồng cây mắt mèo, trồng cây người ta trồng bồ đề, còn cô trồng bá đậu. Tôi không biết là nó hồi nó bắt thở cái nào nó trổ quả, cái biết mấy cái bá đậu không? Hả? Biết không? Bà đậu đi, thà nước, bún để gai, gai thì bà biết, gai. Tại vì bồ đề bá đậu viết tắt đều là bene á. Nhưng mà, cho nên chùa sư phụ tôi là chùa Vũ Đức, mà sư phụ dặn người tử, sư phụ nói cái chùa này đừng có viết tắt, tôi tưởng là chùa Bà Đanh. Cái hiểu không? Đáng hiểu cho con nhờ. Tôi không có muốn giỡn, nhưng cái đáp này nó ngu quá, nhưng không giỡn nó ngủ. Cái tôi là nghiêm túc có tiếng. Tới đâu rồi? Thấy chỗ sắp tới là cái gì? Đó. Một là thấy lại nghiệp tướng, hai là nghiệp tượng, và ba là thấy lại thú tướng. Thú tướng là thấy cái destination, xong chưa? Còn thấy cái journey nó gồm có hai là một thấy nghiệp tướng, hai là nghiệp tượng. Thấy nghiệp tướng có nghĩa là thấy chung chung. Thầy giáo thì thấy mình đang dạy học, phải không? Người lính thấy mình đang đi hành quân, hiểu không? Đó gọi là nghiệp tướng. Đó là nghiệp tượng, tức là thấy đại khái, general. Còn mà nghiệp tướng là thấy detail. Detail là sao? Detail là mình hay cắt cổ gà thì mình thấy cổ gà, thấy cái chén máu, hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Hiểu, hiểu. Cái nghề mình sống rồi, giữa rồi mình hàng ngày mình làm gì thì thấy là nghiệp tướng là thấy chung chung, còn một cái nghiệp tượng là thấy chi tiết. Nghiệp tượng là chi tiết đó, chi tiết. Vãi chồng có biết chết có thấy cái gì nữa. Học chồng thì chứ xuyên lắm, ai dạy đâu cũng tới đó, tới làm phiền rồi. Tôi về đây nhiều người quen mà có thương tôi á, cái người quen mà ghét tôi thì họ nói rồi, người quen mà thương tôi họ nóng ruột lắm, họ nói lần đầu tiên về ở về Vĩnh Nha sẽ cũng sẽ lè ở nhắc, nhưng mà tôi vẫn không chết, nhờ cái bà mà thành cát tự nhãn đó. thiết một chân là bà cho đồ ăn. Được nói thì có người thì ở đây có người cho tôi ăn đồ ngon mà không có lành, có người lành mà không có ngon. Cái bà này cho đồ lành mới ngon, còn bà nó ngon mà không có lành. Còn ông này không lành cũng không ngon. Phần tôi vừa mua cái đồ vừa ngon vừa lành mà tự mua. I do it by myself. Chỗ này ghê. Rồi, mình học xong cuộc duyên rồi phải không? Giờ mình làm cái cuộc duyên khác rồi mình ngủ nha. Giờ mình học xong cái duyên vật thật rồi, bây giờ mình học tiếp cuộc duyên nữa, rồi cái duyên này cho nó dễ thương ta. Quyền duyên đi. Quyền duyên. Đúng rồi, nó có Bali hát.
mà coi như nó là tiếng Việt mà viết không xong rồi là viết Pali, là nó là viết sao thầy, viết sao thầy, là cái buổi nó nhau 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 cái đó nó về nó bắt đầu mà nó mất thời gian cho nó nhiều nhất. Khổ kìa. Biết tôi đi đâu không? Đau quá lên. Đi đâu vậy, đi đâu? Useful,
thì họ cho vô một cái thẻ, hiểu không? Họ ghi cái nghĩa đó, hiểu kiểu không? Mỗi, nghĩa là mỗi cái từ mà họ cho là cái từ mà thường gặp nhất thì họ họ lựa ra những từ thường gặp nhất, và họ là trong những cái từ đó họ lại lựa cái nghĩa nào mà theo họ là top nhất, họ chép cái nghĩa vô cái thẻ. Mỗi lần mà nguyên một cái lời dịch trường, cái lời nguyên một cái phòng mà dịch kinh ấy, mà cứ gặp cái chữ đó thì cứ chỉ mà chuyển qua thôi, hiểu không? Cho nên có nhiều cái chữ dịch nghe rất là kỳ, nhưng mà vì cái đó bị chỉ cái cách đó thì mới lẹ, hiểu không? Không cần phải hỏi thầy, cứ thấy trùng là ví dụ như thấy như in chữ giá là có thể ra quyền, cho vô quyền kêu nhiều kêu quyền lực á. Trong khi cái chữ in trí giá ạ, ổ gì gia tài của mình ăn thì ít thì giấy cũng không nhiều. Chữ in trí giá này nó có nghĩa là predominant, có biết chữ không? Predominant là cái gì ta? Predominant, predominant chủ lực. Hả? Chủ lực. Có thể là chết tiếp, còn em nào mới là predominance. Hiểu không? Cái chữ này không? Cái chữ này là cái chữ này. Predominance. Thế cái gì mà tôi nói tôi quỵ làm đen đó, tôi nói con biết sao? Con làm chia làm cá thì cũng được đó, mình đừng có chậm như họ. Predominance là người nói nốt, predominance là động từ nó bật. Là chủ lực. Rồi bây giờ nghe, mình nhìn cái thế giới này mình thấy nó tầm lâm, nó thiên hình vạn trạng, đúng không? Rồi biết hiểu cái thiên hình vạn trạng không? Đủ thứ đủ loại. Rồi bây giờ mình nhìn đến từng cá nhân, mình thấy là đủ thứ buồn vui gì ngán, nói chung là mọi người nó đủ chuyện để nói, đúng không? Nhưng mà trong cái trùng trùng điệp điệp của vũ trụ, và trong cái trùng trùng điệp điệp trong đời sống của mình, đủ thứ chuyện hết, trong đó nó vẫn có những cái là chủ yếu, những cái chính nữa, những cái phụ, hiểu không ta? Yeah. Hiểu không? Yeah. Hiểu không? Ví dụ như bây giờ cái characteristic, có biết chữ không? Thì cái characteristic của đàn ông nó khác đàn bà, đúng không? Yeah. Của con nít khác người lớn, người trẻ khác người già, người nghèo khác người giàu, đúng không? Yeah. Người có học khác người ít học, người khỏe khác người yếu, người chậm khác người nhanh, người đẹp khác người xấu, có không ta? Yeah. Mặc dù mình nhìn chung chung thấy ai lung xung hết, nhưng mà cái đặc điểm, cái chủ yếu của mỗi người nó vẫn khác nhau, đúng không? Đó. Thì những cái đó tiếng Phạn gọi là characteristic. Không, nó là predominant. Giờ tôi mới dùng cái chữ characteristic để tôi diễn giải thích chữ này, khổ quá. Giống như nhỏ đó, nó đi học về đó, nó khóc đi, má hỏi sao khóc đi, cô hỏi chứ đảng là gì, nhà nước là gì, nhân dân là gì, mà con trả lời không có được. Thì mà nó bị ngu quá, cha mày là đảng viên đó là đảng, tao là công chức, tao là nhà nước, mày không có gì hết, mày là nhân dân. Cái bữa đó bà đi làm gì, bà thấy nó khóc, bà hỏi sao khóc, nó nói đảng, nhà nước không có lo, đi nhân dân đó cũng chết. Không thì nó bị mặt gì vậy, nó đi hại nó bằng cổ rồi. Có nghĩa là mình ta dùng cái này ta nhớ cái kia, mà nó đi nó hiểu cái kiểu như vậy, chứ tôi không có chống cọc. Tôi chống về nước rồi tôi chống. Quyền duyên là cái gì? Quyền duyên là những cái thứ gì mà nó được xem là quan trọng nhất trong vũ trụ, trong đời sống của mỗi cá nhân, từ tinh thần đến thể xác, thì có đó được gọi là quyền, gọi là indriya, nghe kịp không? Như vậy thì quyền duyên là gì? Quyền duyên là cái nội dung nó phản phất với cái gì kia nha, nó có phản phất. Bây giờ mình định ở đây Đức Phật này nói rõ hơn bằng cái duyên này, tức là những cái phản phất thì ngài đã nói là các duyên kia, nhưng mà có một số người nói nghe mấy duyên kia họ chưa có thấm, hiểu không ta? Thì ngài mới bèn nói ra cái duyên này. Tôi đâu có muốn nói nhiều, đọc cái gì đó đâu quá.
Vì biết người Bắc á, họ có cái món bắp gì đó là một cục nếp với một miếng chả ở trên, các vị có thấy không? Dạ. Rồi các vị biết bánh, bánh ướt không? Các vị biết mấy bánh ếch trần không? Bánh ếch trần lắm vậy nó có điểm giống nhau đúng không ta? Tức là cục nếp với một miếng nhân mặn mặn đúng không? Nhưng mà có người họ thích ăn bánh dày, có người thì thích ăn bánh ếch trần, hiểu không ta? Mà thật ra đem phân chắc là nó hơi tựa nhau đúng không? Là anh cũng đáp chứ cũng nhân mà nói thẹn chết. Về cái xứ này những cái đó là chỉ in my dream. Ra rồi leo không true. Quá thích luôn. Mà coi như mỗi lần nhắc cái là bà chủ chùa làm lơ, bà nói bà nói là chuyện khác đi nè. Còn lỡ cũng trần chứ bà không bao giờ mà mày phải dám nhắc cái món này. Ví dụ cái quý mình giảng mà ngon hết cái món này món kia ra để coi dưới đây có ai hiểu ý mình không. Mà nó làm lơ luôn à. Có những cái chùa này không ai làm tài xế, còn đi làm lơ hết. Bà ấy thử này giáo mời, làm đứa đứa giả, nó được lấy con giả, rồi giả tiếp mà. Rồi tôi chưa thấy ai mà giả làm, nó giỡn biểu tạm, không phải là lỗi của tôi, vì cái đó này không muốn tôi giỡn, ok. Thì là quyền duyên là gì? Là Ngài nhắc lại những vấn đề mà Ngài đã nói ở nhiều cái duyên khác, rải rác, rời rạc. Nha, phản phất, nghe em hết mấy cái đó về đây. Tức là ta sống nhiều với thứ gì và xem cái gì là trọng, nghe kịp không? Thì nói cái nghe kịp không? Ta sống nhiều với cái gì, xem cái gì là trọng, thì chính cái đó nó sẽ quyết định con người của ta bây giờ và chỗ về của ta mai này, hiểu không? Nghe kịp không? Vì mình không hiểu trong cái rung mà trong cái đèn mấy người họ cười chết luôn. Bị nói tới đó nói quá rõ rồi mà nhìn nó đơ đơ lắm à. Thì những cái mà chủ yếu tạo nên, những cái chất liệu chủ yếu tạo nên đời sống này là cái gì? Ghi nè, những chất liệu chủ yếu để tạo những cái material, những cái man material mà tạo nên thế giới này là gì? Một là các thứ cảm xúc. Các cái cảm xúc, mở một đơn. Mở một đơn. Khổ lạc ưu hỷ xả. Khổ lạc ưu hỷ xả. Xong chưa ta? Xong. Hả? Xong rồi. Có ghi không mà xong? Xong, ghi xong rồi đi. Rồi, gặp một cái nữa. Giới tính. Giới tính. Các vị đừng coi thường nữa. Giới tính có phải là một phần của thế giới không ta? Dạ. Có không? Dạ có. Cái vận mệnh của thế giới được giải quyết bằng nhiều yếu tố, trong đó có giới tính, đúng hay sai? Đúng. Tại vì mình không để ý thôi, Đức Phật này sâu lắm. Nó có những cái mà mình không để ý mà thật ra nó quan trọng lắm. Tôi hỏi các vị trong nhà, một người chồng mà thiếu nam tính, người vợ mà thiếu nữ tính, cái nhà nó có lọt không? Dạ. Hả? Phải không? Dạ. Yeah, cái nữ tính, cái giới tính rất là quan trọng. Bởi vì chính cái giới tính nó tạo ra vũ trụ, nó tạo ra nhân loại, đúng không ta? Hả? Đúng sao? Các vị nói không? Đúng sao luôn, theory nhân loại. Đúng chưa? Rồi. Gặp nó cái đầu dòng nữa. Các giác quan. Các giác quan. Mở một đơn. Tùy thuộc phước duyên phải trên độ và cảnh giới. Tùy thuộc phước duyên, trình độ và cảnh giới mà ta sống nhiều với giác quan nào, có hiểu không ta? Hả? Đúng rồi, cái này tôi phải giải thích, tôi phải cho biết, nhưng mà bây giờ biết cứ viết chi tiết cái này là chết. Cho nên đầm nó về coi theo cái quyển triết học A Tỳ Đàm của chậm, hiểu không? Tại sao tôi giới thiệu của tôi là bởi vì tôi chịu trách nhiệm như đó, chứ tôi giới thiệu người khác thì hiểu không? Ok, thì cái gì tôi thấy ok thì giới thiệu là nên đọc. Tại vì bên đây tôi chỉ giải thích tóm tắt thôi. Nghe trọng nha.
Một người có trí tuệ sẽ nhàm chán đời sống vật chất, hướng về đời sống tâm linh. Họ tìm thấy được cái suối nguồn an lạc trong cái chuyện lìa bỏ vật chất, hiểu không? Nhưng kẻ không có hàm dưỡng, không tu tập thì họ chỉ biết tìm kiếm hạnh phúc trong những thứ vật chất, hiểu không ta? Rồi, đó là nói kiếp này. Còn kiếp sau, kẻ nào mà biết chán sợ cái thế giới vật chất, tu tập thiền định, đắc chứng các tầng thiền tam muội, chết rồi sanh về các cõi phạm thiên, ở đó phạm thiên mà thấp nhất thì họ cũng chỉ có mắt và chỉ có thần kinh thính giác và thị giác thôi. Mặc dù mặt mũi họ rất là bình thường và rất là đẹp, nhưng mà họ chứ đừng nghĩ họ là hồng trang như tam giác, phải họ mặt mũi rất là đẹp nhưng mà họ chỉ có thần kinh thị giác và thính giác, nghĩa là chỉ có xài cái hai giác quan nghe nhìn thôi. Và dĩ nhiên có cái thứ ba đó là ý thức, đúng không? Là ba căn trong sáu căn. Còn cái người mà không có tu hành á, đam mê hưởng thức hưởng thụ tùm lum thì là sao sinh ra phải trở lại cõi dục, có nghĩa là sinh ra có đủ giác quan. Tuy nhiên có đủ chưa chắc là phúc, có hiểu đó không? Bởi vì anh có đủ mà sạc năm trần anh biết được đó, nó có như ý hay bất toại, đó là chuyện khác, có hiểu được không ta? Hả? Hiểu không? Hiểu không? Rồi, như vậy thì cái thứ nhất là do phước duyên, có là nãy mình móc đơn mình có ghi đó, do cái phước duyên mà mình đời khác, do trình độ chứ, do trình độ tâm lý mà đời này ta sống nhiều với giác quan nào, đúng không? Thì do phước duyên là sao? Ví dụ có nhiều người họ như phạm thiên đó, họ không có đủ cái giác quan là vì họ không cần cho nên họ không có, hiểu không? Còn ở cảnh giới này những người nào không có là những người đó bị khuyết tật, có hiểu không? Có những món trong nhà ta không có là vì ta không cần, và có những món ta không có là vì ta không có tiền, có hiểu đó không? Có phân biệt được đó không? Trong phòng của tôi không có đồ của phụ nữ là vì tôi không cần hay là tôi không có tiền, hả? Hiểu chưa? Nhưng mà nếu trong phòng của người phụ nữ mà những món căn bản ấy không có thì coi chừng là không có tiền. Cho nên cái không có chưa chắc là họa hay phúc, có hiểu chưa các bố? Hiểu không? Cho nên trong cái bậc đơn tôi ghi rất là rõ, do trình độ, có nghĩa là do có tu thiền thì họ cũng sẽ không có đủ sáng quan. Nhưng mà cái không đủ nó không phải là bậy mà nó là cái hay. Bởi vì họ giàu quá, họ không có xài cái đồ cũ, đồ rách, đồ dơ, hiểu không ta? Còn có nhiều người họ nghèo đến mức người dễ cũng không có nữa, tôi biết không? Cho nên có cái thằng đó nó đi đòi nợ, nó gặp cái thằng mà kiếp nợ nó làm thịt con gà. Nhưng bên chị Mỹ thì gà rẻ lắm, nhưng bên Việt Nam thì gà mắc lắm, quý lắm. Gà một phần tài sản. Mà đi đòi nợ bên gặp cái thằng nó làm thịt gà nó ăn thì ông hỏi gì chứ? Mày nếu mày không có tiền thì sao mày có thịt gà mày ăn? Nó tao nghèo đến mức con gà tao nuôi cũng không nổi, tao làm thịt luôn. Hiểu không? Thì có chị nó nghe nó tào lao nhưng mà nó minh họa những điều cứ đang nói. Tức là có những cái trường hợp mà vì nghèo quá mà người ta phải nuôi gà, nhưng có trường hợp người ta nghèo quá ta không nuôi nổi con gà, hiểu không? Rồi có trường hợp người ta giàu quá người ta không thèm nuôi gà. Có phân biệt thứ ba được không? Một là do giàu quá nó không thèm nuôi, nó đi nó mẹ tùm lum rồi còn gì là cái vệ sinh của cái lâu đài nữa. Nhưng có trường hợp nó nghèo đến mức mà nó không có chỗ để nó nuôi gà, có không ta? Cái thằng khác nó nuôi ở đâu, hiểu không? Rồi có đứa nó không có gà là vì nó không thích nuôi, không thích nuôi, không thể nuôi. Có phân biệt hai cái này không? Cho nên có những cái ta không có là vì ta không thích, có những cái ta không có là vì ta không thể. Phân biệt được không? Có hai thứ ta không giữ được, một là ta bị buộc, hai là ta mua. Có hiểu được chữ mua và chữ buộc không? Có hiểu chữ buộc không? Buộc là sao? Vuột là muốn nắm mà nắm không được, còn buông là không muốn nắm. Tại sao không chết chị? Sao không chết người ta có lửa? Chỉ không chết thằng tay rồi hết mà chết thằng đỉnh khỏi gần tay. Nó không chịu buồn. Như vậy thì cái thế giới này nó được cấu tạo bởi các cái thành tố chủ yếu mà tiếng Pali gọi là Indriya. Các thành tố ấy gồm có thế giới cảm xúc, đúng không?
biết rồi. Tiếp theo là các giác quan, tiếp theo là giới tính, đúng chưa? Rồi quan còn nữa. Khả năng, các khả năng nhận thức. Cái gạch đầu dòng là các khả năng nhận thức. Các vị không học chắc không hiểu cái này. Các khả năng nhận thức. Các vị có đồng ý với tôi là the world, nghe kỹ là the world is what you see, cái đó đúng hay sai ta? The world is what you see có nghĩa là gì? Có hiểu cái câu đó không? Hả? Ví dụ như bây giờ tôi là một tiến sĩ, ví dụ nha, tiến sĩ, tôi bước vào trong một cái tiệm ăn. Khi mà tôi nhìn thức ăn, tôi nhìn người phục vụ, tôi nhìn những thực khách trong quán ăn, lúc đó cái nhìn của tôi, những cảm nhận của tôi nó giống như một người không biết chữ không? Có hiểu, 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 hiểu câu hỏi không? Không có giống, khác nhau xa. Hiểu tôi không? Ví dụ như một ông tiến sĩ, một khoa học, ông nhìn những trong quán ăn, tôi ví dụ thôi. Ông chỉ quan sát là ông được, với cái trình độ của ông tiến sĩ, ông hiểu ra nhiều chuyện mà mình không có ngờ, chứ ông đi là cái xu hướng thời gian hôm nay là vậy đó, hiểu không? Và ông thấy rằng những thức ăn ở trong nhà hàng này là độc, là ngon mà không lòng, hiểu không? Hiểu chưa? Rồi ông để ý là hình như lúc này cái người Mỹ bị cái chứng mà béo phì hơi nhiều quá không ta? Rồi ông để ý cái chương trình mà đang chiếu trên TV, để ý ở lúc này xã hội hay quan tâm cái gì nhiều. À thì ra lúc này đang là mùa bóng đá, đang mùa soccer, đang mùa football, hiểu không? Có nghĩa là với cái đầu ông tiến sĩ là ông quan sát ở trong cái nhà hàng. Ông nhìn ông có những nhận xét rất là professional đúng không ta? Dạ. Có hiểu nói gì không? Hiểu. Rồi ông nghe cái tiếng làm sao biết đây là mày nói nhóm là tiếng Tàu, nhóm kia nói tiếng Mexico, nói tiếng Spanish, nhóm nào nói tiếng Pháp, nhóm nào nói tiếng Đức, nhóm nào nói tiếng Ý. Ông đoán ra được, có hiểu không? Đúng không ta? Còn một cái thằng mù tịnh nó biết chữ thì nó có được những cái hành này cái nhận thức đó không? Có. Có hiểu tôi hỏi gì không? Dạ, có hiểu đúng không? Cả nó nhận thức. Hiểu mà. Nó hiểu chưa mà? Gạt đi. Có cái bà đó mới lỡ mới gặp cái ông Jack Nesho trong một cái bạc tiên. Thì ông uống rượu thì mỗi người cầm đây nè. Ông mời và mời cái đi gặp bà cái ông lên. Ông mời bà lên. Ông lên. Bà rất là đẹp. Bà rất là đẹp. Thì nịnh đậm mà. Thì bà thì đấy. Tôi cảm ơn ông rất tiếc tôi không thể khen như là tôi không thể khen ông như là ông khen tôi vì ông rất là xấu trai, hiểu không? Thì ông nói thì bà bắt chước tôi nói dốc đi. Anh hiểu không? Nó lên chỗ là khi mà mình ngu quá phải chửi mình không có giận, hiểu không? Đó là lợi thế của người chậm, hiểu không? Phúc thay thì kẻ nào bị đời chửi mà không giận, một rồi đó là bậc thánh, hai là cái làm chậm quá. Ok, như vậy thì cái thế giới này nó gồm có nhiều cái ingredient là cái thành phần, hiểu không? Nó có nhiều cái material cấu tạo nên, thì tùy thuộc vào cái trình độ tâm lý, tùy thuộc vào phước duyên, tùy thuộc vào nhiều những điều kiện khác nhau mà ta sống nhiều với thứ gì trong những thứ đó, có hiểu không? Và cái đó được gọi là quyền duyên, hiểu không? Bây giờ nghe tôi nói. Kẻ nào sống nhiều với cái giới tính nữ, thỏa thích, vừa lòng, hài lòng với giới tính nữ, đời sau tiếp tục là nữ. Hiểu không ta? Dạ. Kẻ nào làm nam phu, nam nhân đại trưởng phu, hào khí vạn trượng thì đời sau tiếp tục sanh ra làm nam nhân, hiểu không? Rồi. Như vậy đó là nữ thì giới tính. Tiếp theo, kẻ nào sống nhiều với các cảm xúc negative feeling, negative emotion thì đời sau sinh ra cũng là cái mẫu người tương ứng với những cái negative emotion và feeling đó, đúng không? Phải hiểu không? Những cảm xúc tiêu cực, cứ buồn mà như cái bà nói giàu vậy mà cũng buồn, lý do là biết xài tiền sao cho hết, biết đó không? Và người ta nói dân Kuwait, biết Kuwait không? Kuwait là một cái xứ được đạo đỏ, mà nó là phần lớn cái đạo hồi 99,9% đạo hồi là dù một du khách nước ngoài đi vào trong một cái mosque, tức là một cái nguyện đường Hồi giáo, nghe dân hội đó, dân cô bé nó thắng trong nhiều câu thắng con câu thế này: lạy Chúa Allah tối cao phù hộ cho gia đình con được như ý, lạy Chúa Allah tối cao phù hộ cho con tránh được tai nạn, và lạy Chúa Allah tối cao dạy cho con cách nào xài tiền cho thông minh.
nó giàu đến mức mà nó lầy Chúa là bắt đầu cho nó biết cách xài tiền. Trong khi đó có một cặp giáo dân Cơ Đốc đi vào nhà thờ đứng khấn trước vị Chúa nổi tiếng là Linh. Cái anh thứ nhất anh thánh thế này xin Chúa cho con chút ngọc đất. Cái anh thứ hai con xin Chúa cho con dưới nợ 1,000 đô la. Hiểu không? Anh thứ nhất là anh xin Chúa cho anh trúng độc đắc. Anh thứ hai là xin Chúa cho con thiếu nợ 1,000 đô la. Thì cái anh thứ hai, anh thứ nhất là đi bệnh rồi nó sẽ bị ngu vậy, nhưng mà các gì kỳ đó. Tại sao mà mày thắng thiếu 1,000 đô la đó? Tại tao thiếu đó 50,000 rồi. Hiểu không? Con thiếu tới 50, tao thiếu tới 50,000. Bây giờ mà Chúa chỉ cần 1,000 là cuộc đời tao khỏe. Có hiểu tôi nói gì không? Tôi nói đồng bào có nghe rõ. Cho nên trong đời nhiều khi mình cầu được hạnh phúc đó cũng là một lời cầu nguyện, mà nhiều khi mình chọn kiểu đau khổ cũng là một kiểu cầu nguyện, hiểu không? Cho nên cái điều khi mình cầu hạnh phúc nó cũng là một kiểu cầu nguyện khôn ngoan, mà nhiều khi mình cầu để bớt khổ cũng là một kiểu khôn ngoan. Cho nên là đời sống là chất liệu làm nên đời sống này, nên gồm có nhiều thứ. Tôi đã nói rồi, mình sống nhiều với giới tính nào thì tương lai mình sẽ đi về với giới tính đó. Còn nếu mình lững lơ thì cái sao mình ở giữa, không biết bông hay cái, trai hay là bông. Rồi thì tiếp theo là cảm xúc. Ta sống nhiều với cảm xúc nào? Buồn nhiều, vui nhiều, hiểu không? Bây giờ lắng nghe bài kinh này mới lộng đi trong. Ngài sẽ là Pháp nói thế này: có những nỗi buồn nên có những nỗi âu lo nên có, và có những âu lo không nên có. Có những niềm vui nên có, và có những niềm vui không nên có. Có nghe câu đó chưa? Thế nào là những nỗi buồn, nỗi niềm âu lo nên có? Đó là buồn là vì mình còn nhiều chuyện phải làm, âu lo là vì không biết mình chết rồi sẽ đi về đâu, khi mà dòng luân hồi thì đầy bất tắc và bất thường, bất toàn, bất toại, toàn là một núi chỉ bất. Hiểu không? Hiểu không ta? Cuộc luân hồi thì toàn là bất tường, bất tắc, bất toàn, mà mình thì luôn luôn là người bất hảo, thì mình lo, hiểu không? Thì cái đó cái nỗi lo đó, nỗi lo nên có, bởi vì lo như vậy thì anh mới khá được, không? Còn có những nỗi lo không nên có là nỗi lo nào mà lo tào lao á, lo mà anh không có được lợi ích gì hết thì không nên có, không lo cá độ rồi đó, lo bị bồ đá vợ bỏ, lo lỡ đẻ nhiều quá nuôi không trễ đó thì cái đó mệt lắm nha. Rồi. Như vậy thì có những nỗi lo nên có và có những nỗi lo không nên có. Có những nỗi buồn nên có, có những nỗi buồn không nên có, cũng theo đó mà hiểu, nghe hiểu không? Có những cái buồn mà nó giúp cho mình được tốt hơn thì nỗi buồn nó nên có. Mình buồn là tại sao mình học chậm quá, mình buồn tại sao mà mình lúc này mình dễ vui, mình buồn tại sao lúc này mình nhớ chậm, tại sao lúc này mình hành thiền dở. Tuy nó là phiền não nhưng ít ra nó vẫn là tốt hơn mình tơ tơ không biết lo buồn, hiểu không ta? Hiểu không? Rồi, ok. Thì quý vị hỏi tôi về chứ các thứ cảm xúc là khổ, ưu, hỷ, xả, những cái nào nên có, nào không nên có, thì tôi trả lời theo cái tôi mượn cái lời là sẽ là mình nói bất cứ cái emotion nào, cái feeling nào mà nó đi qua lòng mình mà nó giúp cho mình được tốt hơn, hiểu không? Thì cái thứ đó nên giữ lại, nên phát triển. Còn cái cảm giác buồn vui nào mà nó đi qua lòng mình mà nó làm cho mình trở nên bệ rạc, suy sụp, thì cái đó dẹp càng sớm càng tốt, hiểu không? Và trong kinh có dạy mình hai kiểu sống trái ngược nhau. Thứ nhất, có lúc ta nên giữ tâm mình như cái nền nhà bằng đất, có lúc ta nên giữ tâm mình như cái nền nhà bằng gạch. Có hiểu đó không ta? Nghe nè. Chưa hiểu. Cái nền nhà bằng gạch là sao? Bằng gạch bông á. Nền nhà bằng gạch bông khi có một tí cát, một tí bụi ta bèn phát hiện ngay, hiểu không? Còn cái nền nhà bằng đất thì có cát, có bụi ta không biết. Nghe kịp không? Có hiểu không? Yeah. Thì như vậy, người tu có đôi lúc phải tu theo cái, phải giữ tâm như cái nền nhà mình gặp để kịp thời phát hiện những cái problem lớn bé mà xảy đến cho mình, hiểu không? Yeah. Cô Dung buồn ngủ không? Cô Trương tôi nói rồi, mai mốt cách cái cốc phía sau á, để cho chú đăng ra làm sao, hôm nay mình để cái giường tầm giữ tù để cho bà con nghe tháp, không xong mình vô nó nằm hết. Khi nào tôi đến mà chặt thầu tôi đi ngủ luôn. Đó là bà không nghe.
rồi tinh nghiệp. Rồi tiếp theo là cái gì? Có là có lúc mình phải giữ tâm như vậy để kịp thời phát hiện những problem mà nó xảy ra, những something wrong là mình biết liền, hiểu không? Rồi nhưng có lúc người tu phải giữ cái tâm mình như cái nền nhà mặt đất là sao ta? Nền nhà bằng đất, đất với bụi với cát nó là một phe đúng không? Nó là một family đúng không ta? Hiểu không? Cho nên có nhiều lúc mình cũng phải có khả năng ignore, là làm lờ hết mấy cái xảy đến, hiểu không ta? Hiểu được gì không? Con lầy đó, không hiểu gì. Có hiểu đó không? Tức là có lúc mình phải có khả năng làm lờ, nghĩa là bao nhiêu chuyện xảy đến là mình cứ rờ. Tại vì thị phi với mình là một thể, tất cả đều vô ngã vô thường, đều phù du hết, hiểu không? Cho nên người tu có lúc phải giữ lòng như là cái nền nhà bằng gạch để kịp thời phát hiện something wrong here now. Nhưng mà cũng có lúc mình phải giữ lòng như là cái nền nhà bằng đất để sao ta cỡ nào mình cũng gánh được hết, hiểu không? Có lúc mình phải tu như là một ngọn núi cao để là mình vượt khỏi tất cả những cái gì thấp kém tầm thường đê tiện, nghe kịp không? Nhưng có lúc mình phải tu như là một cái đại dương, nghĩa là chỗ thấp nhất trên hành tinh, chưa hết muôn loài, hiểu không? Được, trí tuệ người tu phải như núi và đại bi của người tu phải như biển, hiểu không ta? Trí tuệ như núi là để vượt lên cao, để nhìn xuống tất cả những gì bên dưới, và lòng đại bi phải như biển, nghĩa là chứa được hết, tụi bay cỡ nào về đây bà mẹ đại dương gom hết vào lòng, hiểu không? Có hiểu không? Tôi nhìn quý vị cũng không muốn làm lòng đại dương tí nào chứa, quý vị cũng chứa không nổi, chỉ muốn quý vị chết, muốn bị biến mất như là thôi, quý vị có hiểu đúng không? Cho nên quyền duyên là gì? Quyền duyên có nghĩa là ta sống nhiều với những chất liệu nào, hiểu không? Và trong đó hồi nãy mình quyền duyên mình kể gì, là giới tính là kể rồi, cái gì nữa, cảm xúc là gì nữa, giác quan đúng không? Giác quan đã giải thích rồi, có nghĩa là tùy vào phước duyên rồi gì nữa, đúng gì nữa, tùy vào cái trình độ rồi gì nữa, cảnh giới mà ta sống nhiều với giác quan nào, đúng không? How much và how long, đúng không ta? Phải ghi cái đó vô nha, giải thích mình biết đầu luôn. Giờ tôi thèm nhất là được ở trồng cái chuỗi lên trên mấy ai á, giảm nó mệt, để ai hứa cho mấy trần còn nhớ em còn nhớ em đã quên hả? Thứ ba mới về, thứ ba chiều thứ ba mới về. Để tôi thì cái gì ngon là nữa được, người tu thì có gì thì ăn nấy, không có đi mua chứ không có đòi hỏi hay. Bây giờ có khách lạ thì nó hỏi chuyện lắm. Tôi đang câu rồi kìa. Tới đâu rồi? Hẹn với tôi là hẹn lắm, là hẹn từ giờ hẹn đâu giờ giảng. Bây giờ hầu hết là online. Thật ra không khéo mình hơn. Phải làm hước bằng tâm hợp trí. Tới đâu tôi quay mắt rồi? Tức là giới tính sống nhiều loại với giới tính nào, sống nhiều với giác quan nào, sống nhiều với cảm xúc nào, và tới cuối cùng là cái gì? Cái đó mới đến chỉ là nãy tôi nói rồi. Thế giới này nó chính là cái gì tùy thuộc vào khả năng đánh giá của anh, đúng không? Mà cái này đúng hay sai cái đã? Hả? Khi anh sống nhiều với cái đầu của phàm phu thì thế giới này nó là quả ngục, nó là cái chuồng heo, anh có biết đó không? Hả? Tôi nói nặng lên nhưng mà đúng hay sai? Khi mà ta sống với lòng sân si thì thế giới này có phải là quả ngục không? Yes. Khi mà ta cắm đầu gục cái mặt mà ta hưởng thụ thế giới này có phải là cái chuồng heo không? Nghe kịp chưa? Và bậc thánh thì khác. Bậc thánh đến với cuộc đời này, Ngài biết rõ là Ngài là ai, ở đâu Ngài đến, Ngài sẽ về đâu. Ngài không thiết tha cái sống mà cũng không mong chờ cái chết. Ngài chỉ im lặng thanh thản, bình tâm mà ngồi chờ cái duyên nó đến. Chờ đúng lúc thì trái nó rụng, nghe kịp không? Nghe hiểu không? Thế giới này đối với bậc thánh là như vậy, không đắng cũng không ngọt, nghe hiểu không? Không đẹp cũng không xấu, mà nó như là. Cho nên từ đó suy ra
Ta có hai cách nhìn về thế giới. Một, ta nhìn nó như nó là. Và hai, ta nhìn nó như ta muốn. Có hiểu được không ta? Ghi, phải ghi. Tôi muốn các vị trở thành những đại ca. Khi học của tôi riết các vị xăm đầy người hết. Đây là cái câu mà mình đã xăm nha. Có hai cách quan sát thế giới. Một, ta quan sát như nó là, as it is. Hai là, like you like, như là như muốn. Nghe hiểu không? Mà có đúng là thế giới là mình có hai cách nhìn đúng không? Yeah. Đúng như vậy không? Yeah. Một là mình nhìn nó như nó là, cái là nó là sao mình thấy như vậy, đúng không? Yeah. Và cách nhìn thứ hai thì mình nhìn nó như là mình muốn. Mà cách nhìn này sai hay đúng? Thương nhau thì thương cả đường đi, mà ghét nhau ghét cả tống chí họ hàng, đúng không? Áo nàng vàng anh về, yêu hoa cúc áo nàng anh nâng mái lá trên trường, đúng không? Cái câu đó không có bậy đâu, nó rất là đúng. Mình thương áo vàng mình về, mình thấy hoa cúc là mình khoái, cái đống nào vàng vàng mình cũng nhìn hơi lâu. Đó là nàng vàng anh về, yêu hoa cúc mà áo nàng xanh đánh mến lá xanh trường, kể cả ba này thấy mái em xanh lè em cũng thương nữa. Bây giờ nhìn màu da cũng mà anh nhớ màu áo em. Cho nên là như vậy, có nghe hiểu không? Cho nên là thế giới này, the world what you see, thế giới này nó chính là cái gì mà ta quan sát. Có một điều là có hai kiểu quan sát thế giới. Một là quan sát như nó là, và hai là như mình muốn. Và Đức Phật ngày muốn ngày này nghĩ mình nhìn thế giới theo kiểu nào? Như nó là, như nó là nhìn như cái đầu. Như là, tức là như cái một, ngày muốn mình nhìn thế giới như nó là. Cho nên thế giới này nó không có phải, nếu mà nói ở thế giới chia thành ba cấp độ, ba cấp nhìn, cấp một phải ghi nữa. Có ba góc nhìn về thế giới. Cấp một, tùy thuộc vào trình độ tâm lý và phước duyên tiền kiếp cùng các điều kiện tâm sinh lý nha, mà ta có thích và ghét. Khi nghe kể không? Cho nên cái thứ nhất á, là ta quan sát thế giới qua cái góc độ thích và ghét, hiểu không ta? Từ đó nó mới có đẹp và xấu, có hiểu không? Ngon và dở, đúng không? Đẹp xấu ngon dở, đúng không ta? Là cấp nhìn một. Cấp nhìn hai là ta quan sát thế giới qua cái cạnh thiện ác. Có nghĩa là thứ nhất là ta quan sát thế giới qua quả, thứ hai là ta quan sát thế giới qua nhân, có hiểu không? Có ba góc độ nhìn thế giới. Một là nhìn thế giới qua quả, có nghĩa là ta chú ý đến cái cạnh nào đẹp, xấu, thích, ghét, được chưa? Thứ hai là ta quan sát thế giới qua nhân, có nghĩa là sao? Khi ta biết đạo rồi, ta không chạy theo cái thích nữa, mà ta quan sát coi cái nào thiện, cái nào ác, đúng không ta? Đúng không? Đúng. Nhưng mà tới khi mà đó là mới học đạo, tới cái hạng thứ ba là hạng hành đạo và liễu đạo thì sao ta? Không còn để ý đến cái buồn vui, cái không để ý đến cái quả, mà cũng không còn để ý đến thiện ác và nhân, mà chỉ nhìn thấy cái buồn đấy, biết đang buồn. Đúng vậy không? Có đúng không? Đang vui biết đó. Nó đang chửi biết đang chửi. Nó đang khen biết nó đang khen. Đang thiện biết đang thiện. Đang ác. Tức là lúc thế giới chỉ là cái để mình nhìn thôi. Chứ còn nhân thiện, nhân ác, quả thiện, quả ác. Không phải không có. Nhưng mà mình coi đó là xét tiền. Không phải không có. Nhưng mà mình nhìn đó là xét tiền. Có hiểu không? Giống như ngày nào mình còn nhỏ thì mình mới thấy là xoa đầu khen là khác, đánh la là khác, có hiểu không? Yeah. Hiểu không? Yeah. Nhưng mà tới một lúc nào đó mình thấy cái đó nó giống nhau, đúng không? Yeah. Tuy mình thấy đó chỉ là cái trò hè thôi, ví dụ bây giờ tôi lớn rồi, tôi thấy ông này mới chỉ con rồi nịnh nga thôi. Tôi tìm hiểu đó là những cái phản ứng tự nhiên của người cha thương con thôi, hiểu không? Yeah. Tôi không có quan tâm, nhưng mà riêng thằng con ông nó còn nhớ xíu nó có hiểu gì tôi không? Nó có hiểu đây là phản ứng tự nhiên của người cha không? Hay là hiểu sao? Khi mà khen, khi mà hôn, khi mà nịnh, khi mà cho ăn là cảm giác khác. Còn khi mà la, đánh, mắng, hù dọa đó là khác. Còn tôi đó, thứ nhất so với nó, tôi là người trưởng thành. Thứ hai, tôi là người nhân. Đúng không? Cho nên tôi vừa là người trưởng thành, tôi lớn hơn nó.
thứ hai tôi là người dương, tôi cộng đề ra bố. Cho nên vì hai cái này cộng lại nên tôi có nhìn rất là khách quan, đúng không? Tôi thấy những cái chuyện một tấm cũng mắc cũng nựng cũng hung, thì tôi thấy thì bố họ nó vậy họ kỹ, hiểu không? Không phải là tôi không có phân biệt được, tôi phân biệt được, nhưng mà lòng tôi sao ta bình thản. Cho nên tôi mới nói bậc thánh với phàm khác nhau như thế này. Người phàm họ phân biệt, họ thấy cái này đắng, cái này ngọt, cái này là cục phân, cái này là cục vàng. Cái phân biệt của phàm phu nó dẫn đến cái emotion, hiểu không ta? Còn riêng thánh nhân, cái nhìn của họ nó không đủ dẫn tới cái emotion. Họ thấy mọi sự có khác, họ biết chứ, nhưng mà nhìn nó thấy như cái lá vàng, cái lá xanh vậy đó. Các vị nhìn hai cái sự khác biệt đó có đủ để làm cho quý vị dậy sống không? Có không? Hiểu tôi hỏi gì không? Có hiểu tôi hỏi gì không? Cái sự khác biệt khi mình quan sát hai chiếc lá đó, cái sự khác biệt đó có làm cho quý vị động lòng có không? Hả? Nhưng mà một bên thì các vị nhìn một đống thân bên, nhìn một cái chiếc nhẫn kim cương thì cái cảm giác khác không? Phải chưa? Thì phàm phu là như vậy. Còn thánh nhân mình nhìn mọi chuyện cho mình nhìn hai chiếc lá này, thì cái thằng này nó xanh, thằng này nó vàng, bây giờ muốn gì nữa là được, hiểu không? Cho nên thế giới này nó còn được điều động, được điều hành bởi cái nguồn thế lực thứ tư, đó là khả năng nhận thức. Hay lắm. Cái thứ tư là cái gì? Các khả năng nhận thức hả? Hay lắm. Tùy thuộc vào khả năng nhận thức của mỗi cá nhân. Tùy thuộc vào khả năng nhận thức của mỗi cá nhân mà ta có hướng hành động không giống nhau. Có hiểu không? Có hiểu tôi nói cái đó không ta? Từ cái khả năng nhận thức không giống nhau mà ta có những cái hướng hành động khác nhau, đúng không? Chấm. Từ hành động khác nhau dẫn đến cái chốn về không giống nhau, đúng không? Hả? Rồi. Được chưa? Còn giống nhau hai chấm. Hai chấm nha. Đến giờ chỉ có hai chấm mà mất 1.5 tiếng đồng hồ. Tôi nói cái vị nghe chuyện này là rất là đau lòng. Là hồi đó có nhiều vị trời trời trong kinh họ sống lâu lắm. Cái cõi thấp nhất một ngày đêm của họ là bằng 4 bằng 50 năm mình nghe, đó là có thấp nhất. Cho nên có nhiều ông là ông nghe địa cầu rung động thì ông cũng hỏi nhau gì chứ cái tiếng gì vậy, thì chư thiên mới nói mấy ông mà biết á, ông nói là Bồ Tát hướng hạ sanh để mà làm Phật. Cái họ nói khi nào người thành được thì sẽ đi nghe pháp. Rồi một thời gian sau họ nghe cái địa cầu nó lắc, hỏi nhau chuyện gì vậy, mấy ông biết nó Bồ Tát đản sanh, rồi từ từ đó Bồ Tát thành đạo. Rồi có ông kia một đứa lát sau có nghe nói là ngày diễn pháp linh. Rồi cuối cùng thì mới mở cứ nói là điện lát xuống hầu. Cuối cùng mà họ xuống được là cái đêm cuối cùng của cứu sinh ra. Đó là cái chánh bạc. Còn trong chú giải thì nói thêm là những vị đó là đều từ Việt Nam đi ra hết. Sao mà đối trọng. Chỉ có dân Việt Nam mới chậm dữ thần. Tức là từ cái lúc mà ngày hứa xuống á là họ đã chuẩn bị sẵn sau rồi đó. Cơm đùm cháo nấm mà tao xuống rồi đây là cú sĩ Nga ra cái miệng. Cho nên không ăn đậu, không phải làm mễ, không đi trễ, không phải Việt Nam. Mời đám cưới 10 giờ là phải đi 8 giờ. Cho nó tới là vừa thì cứ gà rờ, hỏi hai chấm chưa, 1.5 tiếng sang rồi. Kêu đi mua cái lon khóc, 9 giờ sáng, 2 giờ nó còn nằm trong bụi trốn. Nghỉ chưa? Phá cái chùa thiết chưa? Tao nói rồi, tao đi rồi, tụi em mua tụi ăn. Bởi là chưa đi ăn, tao kêu là mua lâu khó, là tôi kêu lấy liền đấy. Chứ còn tôi không nhắc là tụi đi về cái đây, cái này từ xa. Hai chấm. Do hiểu sai về năm dục nên đam mê và bất mãn trong chúng. Xem chưa? Do hiểu sai về năm dục, biết năm dục không ta? Sắc thân ý thì xúc á. Do hiểu sai về năm dục nên ta mới gì? Đam mê và bất mãn trong chúng. Xem chưa? Và tiếp tục sanh lại khổ dục.
Có đó phải là do nhận thức không ta? Đúng không? Nên tâm sao lại có dục hết? Phải. Do chán sợ năm dục và tu tập thiền định nên ta chết rồi sanh về phạm vi. Hiểu không? Do chán sợ năm dục nên ta tu tập thiền định để chết rồi sanh về phạm vi. Hả? Hiểu không? Rồi phải. Do liễu ngộ bốn đế ở mức căn bản. Do liễu ngộ bốn đế ở mức căn bản nên vị tu đà quần chỉ còn tái sanh tối đa 7 kiếp. Hiểu không? Hả? Tối đa 7 kiếp. Vậy vị nhị quả khá hơn một tí, chỉ còn trở lại cõi dục 1 kiếp. Đúng chưa? Đúng rồi, cái này 3 chấm thôi. Ai viết nhanh thì viết, còn ai viết chậm thì để 3 chấm. Vị tam quả khá hơn, không quay lại cõi dục nữa. Và vị la hán do hiểu bốn đế rốt ráo nên đi luôn. Có hiểu không? Có phải như vậy thế giới này nó được quyết định bởi khả năng nhận thức? Có không ta? Hả? Đúng rồi, mấy cái bài giảng này bà con nên học thuộc lòng luôn. Mà tôi giảng đây tôi cảm giác giống như là tôi lấy mía ghi mà tôi mời cái đám mà không có răng nghe. Thôi thì hy vọng hôm nay có mấy người có răng họ nghe chứ còn ra không hiểu. Bữa nay có đông đông đứng cái quay khoe. Hôm qua nó nằm sắp lớp. Nhìn mình vô. Dạ. Để hữu duyên thiên lý đang chưa ngọt. Đấy. Từ từ mấy ngày đâu con tự tự nó đẻ ra thêm. Câu chuyện hôm qua sư kể đi tới đâu rớt cua đó mày, con cua cua nó đẻ tùm lum tùm lum, chim chịu đẻ tùm lum này chút kia. Tao nói tới đẻ tùm lum tôi mới nhớ cái thằng đó, có cái thằng đó, nó thương nhỏ trong xóm, nó mới về nó mới nói má, nó nói má thương lan. Nói với bà đi, bà thương lan ổng nói nó là em cùng cha khác mẹ đó. Ít bữa sau cái nó về nó má ba người con Hương không được cùng cha khác mẹ luôn. Nó quất cho mày năm đứa, đứa nào cũng con cùng cha khác mẹ hết. Rồi nó buồn rồi nó tới đi tu, thì tới bà má bà nói mày thì tao lo, không mày là con không thì sợ. cho nên nó nói nó đẻ rơi rồi tôi mới nhớ cái vụ đó. Tại sao tôi thích cái vô ngã là bởi vì tôi bỏ là nó đến vô ngã mà tôi thấy vụ đó. Tức là nó tụng nó đâu cũng là em cùng gia khác mẹ, nhưng mà cuối cùng bà già bà má nó đá cái trái 89 cứu một bà còn thua thấy rõ. Là tưởng thua rồi nhưng mà ngay phút 89 bà má kề tay gói nhỏ you are not Christian cái cậu chỉ hả. Không, thì ngồi thiền nó thấy cũng... Giờ yếu tố tâm lý. Trả lời thiền theo cái trả lời như vậy là do ngồi thiền đấy. Hỏi thấy sao nó thấy cô kể. Phải tắt chứ bây giờ hết rồi con. Tắt bây giờ mình lên cái đoạn mình ta thấy mình dở, ta nói mình đùa rồi thì lắm. Ta nói mình không có nghiêm túc.